Rồi, chào tất cả các cô chú, bác, anh chị, dì, chị em, cậu mợ và các đồng chí cũng như các đệ tử. Thì hôm nay là mình hẹn bữa nay là mình gặp buổi buổi nay, hôm qua không có like được là nổi. Hôm qua coi như là cái cần cổ đau quá. Chào bác nha. Rồi em là người đến đầu tiên ha. Là mình sẽ giao lưu với các bạn. Cái thứ hai á là mình sẽ cái mạch nguồn này nè. Đây là cái cục nguồn đó, cái cục nguồn này là cái cục nguồn dành cho led đó, dành cho đèn led cho anh nhé. Thì các bạn vô đồng đầy đủ cái mình sẽ làm một cái video hướng dẫn cho các bạn sửa mò cái này. Đây là cái bộ nguồn có led đó. Bộ nguồn này là cây 12V là 400W, 12 ngon 400W. Thì cái mạch nguồn nó gì nè các bạn, đó mình tháo ra cho các bạn xem luôn đó, để những phần nào nó hư hỏng đó mình sẽ cho các bạn xem, xong rồi á chỉ cho các bạn phần nào hư hỏng để cho cô chú, các bạn và các đồng chí sửa sửa mò ha. Thì để sửa mò mà cho nó giỏi á, giống như nãy cái hình nền đó các bạn thấy vô mà thấy hình nền không, tôi sửa một lần làm vài trăm cục nguồn trong một ngày chứ không có nói một vài cục, tại vì mình sửa mò mà. Rồi, chào Tuấn Trần. Giờ này thì chắc giờ này chắc cô chú anh chị là chắc đang đang gọi là nghỉ ngơi. Có thể trễ hơn nữa nhưng mà like trễ hơn là like ha. Trễ hơn thì các bạn kia sẽ ngủ. Đây. Cái chủ đề hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sửa cái bo nguồn này. Cái bộ nguồn này là cái bộ nguồn này nè, đó cái bộ nguồn này nè đó, mình hướng dẫn cho các bạn sửa mò và làm sao sửa cho nó nhanh mà nhanh kiếm tiền đó. Chào xã hội đời sống nha, em chào thầy. Rồi, kêu bằng thầy là phải lấy tiền, tại vì các bạn mà học á mà kêu bằng thầy thì phải lấy tiền, kêu bằng sư phụ thì ở đây tôi không có lấy tiền ha. Rồi các bạn kêu bằng thầy thì các bạn cho một like nha, để cho video được đề xuất. Còn các bạn kêu bằng sư phụ thì khỏi cho like cũng được nữa. Xin chúc cả nhà buổi tối vui vẻ, xã hội đời sống. Đó, thì các bạn vô đông đủ đi ha. Rồi mình sẽ đây bữa nay là mình hướng dẫn cho các bạn sửa cái mạch nguồn này. Sửa mò. Nhưng mà sửa mò nó phải ra tiền. Ví dụ như các bạn mà sửa một ngày á 100 cục á, mà các bạn được ví dụ như sửa mà công nghiệp á, lấy công á là lời thì lời khoảng cỡ 10.000 đồng cục đi. 10.000 đồng cục thì 100 cục thì các bạn được nhiêu tiền ta? Để máy tính tính thôi. 10.000 cục thì chục cục là 100.000. 100 cục là 1 triệu. 1 triệu luôn. Chào Khuê Đỗ nha. Nếu các bạn mà sửa một ngày 10.000 đồng á, mà các bạn sửa một ngày 100 cục gì á thì các bạn được 1 triệu. 1 triệu đồng, thấy không? Thấy ghê gớm chưa? Và mình có ngày mình sửa cả 100 cục như vậy nè. 100 cục luôn. Ngày xưa á, chứ bây giờ thì hết rồi. Nếu mà video này á có bạn nào mà làm tiếng đạt ngày xưa á. Nếu các bạn mà làm tiếng đạt ngày xưa á ha. Chào Hùng Văn Lô Văn Hùng, chào Lô Văn Hùng. Rồi chào, nếu mà chào thầy á, là phải cho một like nha. Còn nếu mà chào sư phụ á, thì khỏi like cũng được, nó khỏi share khỏi like gì hết, không cần like không cần share gì hết á, các bạn xem được rồi. Nếu các bạn thấy hay á, thì tự động các bạn like là người khác nó sẽ đề xuất rồi. Và khi mình được video đề xuất vậy đó thì người ta tự động người ta thấy cái video này nó hay, nó hữu ích, nó có ý nghĩa gì đó là người ta sẽ vô người ta xem thôi, có gì đâu. Rồi cái bộ nguồn này á, kể tâm sự chút xíu về đời tư chút xíu để mấy anh em giao lưu cho nó ấy ha. Thì trong cái lúc mà giảng đó thì mình sẽ có pha trò với câu đố chổng để cho các bạn đừng buồn ngủ ha. Pha trò hay câu đố cho các bạn buồn ngủ để cho nó vô nhiều nhiều nha. Rồi mình sẽ làm nha các bạn. Phụ huynh Văn, chào phụ huynh Văn nha. Văn 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 phụ huynh, con phụ huynh, tại vì cái tiếng Mỹ với cái tiếng Việt Nam nó lộn qua lộn lại mình khó đọc.
Chào anh Xuân Trường nha, có nguồn cho led neon không anh? Nguồn cho led neon á hả? Cùng nguồn này đúng không? Phải cùng nguồn này cho led neon không? Để bữa nào mình hả phân tích cái bộ nguồn này, phân tích neon, để nguồn led neon á, nó là khí neon thì nó cũng chạy giống như dao động thôi, nó sẽ tăng lên cái vol rất là cao, nó khoảng 500 V đó, đến 600 V để nó thắp đèn neon á. Thì đương nhiên là nó cũng qua cuộn dây thôi, giống như cái bài trước đó mình giảng đó, cái bài trước đó mình giảng là cái bộ nguồn switching đó, là bây giờ là nguồn switching nó sẽ thay đổi tất cả những cái nguồn mà thông thông dụng âm ly, mà các bạn biết âm ly nha, mà ngày xưa nó làm bằng hai cái cục xà bá lửa vậy nè, 12 V thôi, nhưng mà 12 V nó là 12 cộng 12 V trừ, nhưng mà nó bự vậy nè. Bây giờ nó làm cái mạch cái chút xíu là nó xài điện rất là cao, điện tới 110 luôn. Để lau cái camera cái nha các bạn. Rồi đó, các bạn xin phép các bạn cho mình đội nón nha, tại vì cái đầu tóc bữa hổm á là bên bên nói chung là chuyện gì nè, là mùa dịch đó thì không có ai hết hết á, đâu ra tiệm hết được, cái mình mua cái tông đơ đây nè cho các bạn thấy nè, cái mà tự hết luôn, cái này mình giao lưu chút xíu nha các bạn, nếu các bạn nào mà nóng lòng thì có thể quay ra chút xíu quay vô cũng được. À, mình mua cái công đơ này là xịn sò lắm. Rồi cái bắt đầu mình đẩy vậy nè, mình tự đẩy luôn đó, mình tự đẩy luôn. Bây giờ là hậu quả là cái đầu của mình á là không có mở ra được, không có mở ra được nè, nó kỳ lắm. Rất là may mắn ở trong cái kênh của mình nó có rất là nhiều phụ nữ, các bạn nam có rất là nhiều phụ nữ hot girl mà đẹp lắm, các bạn khám phá kênh nè, như là kênh hot girl 78 nè, xã hội và đời sống nè, các bạn khám phá cái kênh đó, trời hot girl không đó. Rồi cả nhà cho mình một like nha, để mình được đề xuất cái bắt đầu đủ khoảng cỡ 100 người, 100 người mình giảng luôn, tại vì hôm bữa hổm có các cô chú á cũng lớn tuổi rồi, có nghĩa là nhắn tin qua Zalo á, thì nói là rất là thích cái kênh này để chia sẻ những cái kiến thức mà sữa mò, thì vô trễ quá, chỗ trễ quá thì phải coi lại, mà coi lại như vậy thì không có bình luận được đó, nên mình muốn là chào Dư Thừa Mỡ nha, chào cụ Vinh Quang, cả nhà thấy hay thì cho một like nha. Dạ nếu các bạn mà thấy hay cũng cho like, mà không hay cũng cho like, đâu có gì không sao đâu, các anh đâu có mất mát gì đâu, mấy anh không có mất mát gì hết á, mà được giao lưu với các bạn ở trong đây, coi như mình là người vô hình đi. Chào thầy và cả nhà, chúc mọi người luôn luôn khỏe mạnh và công việc tốt đẹp, với gia đình bình an. Là cái anh Thanh Văn, Thanh Nguyễn Văn, Nguyễn Văn Thanh nha, nhắn tin. Dạ chào Bình Ngô nha. À, đủ khoảng 100 người thì cái mình sẽ like, tại bữa hổm like tới 300 người đó, mà khi người ta vô sao chào Jack Le nha, Jack Lee, camera HM, camera HM phải không? Nói kệ đi, bữa nào mà các bạn mà like thích thì với share cho mình nhiều quá, cái bữa đó tháng đó cái mình có tiền á, cái xong với mình sẽ mua một cái máy xịn sò hơn. Chứ bây giờ các bạn đợi xem đỡ này nha, cần nộp hồ sơ gì để nhập học? Không cần đâu. Xã hội đời sống hỏi là cần một cái gì để nhập học thì không cần, khi mà học những cái buổi này là có hàng ngày là các em lên trên đây giao lưu với anh là được rồi. Chào chú Ba, rồi chào Nguyễn Tân nha, chào chú Nguyễn Tân ha, anh Nguyễn Tân hả, chú Nguyễn Tân đây không biết, được như ý rồi, lý tưởng, cảm ơn chú nha. Rồi cảm ơn chú. Chú Tân này là một người là rất là đam mê và nhiệt huyết trong cái công việc điện tử, mà chú cũng chưa có biết gì nhiều, nên sáng sớm mới ngủ dậy là chú alo rồi hai anh em nói chuyện với nhau, và cũng hứa cho ảnh một số đồ
Vì mình cũng đã nói rồi, có những cái fan mà trung thành và gắn bó với mình lâu ngày ha anh em rồi ha. Và mình ở Đồng Tháp bạn à, thì mình sẽ gom một số đồ, chẳng hạn như mình gom rồi, mình gom cho anh Tân rồi à, gom cho anh Tân gom cái nhiều đồ lắm, đèn led đồ này kia đó, để cho anh về anh thí nghiệm. Và sắp tới mình sẽ làm những cái sẽ chỉ cho các bạn là làm những cái hào quang nè, những cái hào quang để chớp chớp trên bàn Phật á. À, nó đơn giản lắm, nó chỉ có những cái con led mình gắn lại thôi, rồi mình bơ qua cái bo khiển, rồi mình lên mình tải cái phần mềm lập trình về, cái xong cái mình lập trình cho nó là xong à. Chào Mến Lê nha, chào Danh Công Nguyễn à, chú cho hỏi nghề sửa chữa điện tử có tương lai không? Dạ có chứ anh, để chút xíu em sẽ nói anh cái bí mật của ngành điện tử. Ngành điện tử là không bị mai một nha. Chào thầy, đưa đèn chiếu trước lại. Ừ. À, hôm mời phải không? Nó kể giao lưu mà chút xíu nó đi rồi mình sẽ chỉnh. Mình sẽ chỉnh sáng lên là mình đưa cái camera làm sao á, mình để xuống, chứ bây giờ là mình các bạn giao lưu ở trước nè thì cũng hơi mờ thì kệ nó đi, chút xíu đâu, chút xíu ra đâu. Chút xíu nữa mình sẽ đưa úp cái mặt xuống. Đà, chào Sơn Trịnh nha. Chào Phát Trung, chào Nguyễn Công, chào Danh Công Nguyễn. Đây nè, có câu hỏi của chủ cho hỏi nghề sửa chữa anh Nguyễn Công á, anh Danh Công à, Danh Nguyễn Công á, anh hỏi là nghề sửa chữa điện có tương lai không. Các bạn nên đặt câu hỏi nha, để mình ở đây mình sẽ trả lời cho các bạn luôn. Chào Hoa Trần, chào Lê Thanh Tùng, các bạn đọc câu hỏi đi, mình sẽ trả lời tất cả câu hỏi của các bạn luôn, lĩnh vực gì mình cũng trả lời. Nhưng mà đây là giao lưu, chút xíu nữa mình vô đề á, là các bạn đừng hỏi đi nha, tại vì các bạn mà hỏi á là mình sẽ ghi nhận lại, rồi chút xíu sau cái bắt đầu mình sẽ giảng lại cho các bạn, tại trong lúc mình giảng á là sợ bị quên. Bên này thấy rõ mà. Rồi. Ngành điện tử rất là có tương lai. Tại vì ngành điện tử nó bao gồm tất cả. À, hiện nay á các bạn mà để các bạn biết á, là 4.0 á, thường mình nói là 4.0 là thời đại 4.0 á, là các bạn biết như thế nào không? Để diễn giải cho các bạn thêm một số kiến thức thêm để mình biết cái thế giới thời đại 4.0. Nó 4.0 á là cái thời đại nó gọi là nó phát triển một cái vượt bậc rồi, giống như cái nền văn minh mình nó đã đi xa rồi. Nó đi xa từ đầu tiên á là cái nền văn minh mình á, sự phát minh mình là lửa nè. Lửa là một cái phát minh quan trọng nhất của loài người. Sau đó là phát minh silicon, nó đóng phần quan trọng nhất. Mà nếu hỏi mọi người mà không biết điện tử thì các bạn chào triết lý nha. Nếu mà hỏi mọi người mà không biết con silicon thì họ không biết được cái tầm quan trọng của silicon. Anh em mình ngồi với nhau ở đây là nhờ cái silicon đó, cái silicon đó đó. Cái silicon đó là một cái hợp chất silicon thôi, một cái chất chứ không phải hợp chất, một cái chất đó là chất silicon. Mà nhờ nó mà anh em mình giao kết với nhau, rồi con người nói chuyện với nhau, rồi phải điều khiển với nhau rất là nhiều cái mà để chúng ta giao tiếp với nhau, đó là nhờ cái silicon. Thì cái silicon đó là người ta tạo ra cái con tăng si to đó, bán dẫn đó. Thì nó đơn giản thì các bạn dễ hiểu nè, cái silicon đó đó nó ở có nhiều nhất ở vịnh Phan Francisco á, là ở phía bắc của Mỹ á. Đó là Phan Francisco á, thì cái thung lũng đó nó giống như đất sét mình vậy đó các bạn. Đất sét thì người ta lấy để làm gốm. Còn cái này á là giống như đất sét mình, nó khai thác lên, nó là một loại chất silicon thôi, nhưng mà nó dẫn điện giống như đàn nhôm này kia cái nọ, dẫn điện gì đó. Nhưng mà một điều một cái là nó đặc biệt hơn người ta, đó là gì phải không, nó điều chỉnh được cái sự dẫn điện đó. Ví dụ như điện nó đi ngang nè, không dây đồng đi ngang thì mình câu điện nó đi ngang à. Nhưng mà cái silicon đó là nó có một cái sự chẳng hạn như là một cái sự mà tiếp nạp ở bên phía bên ngoài. Ví dụ mình muốn dẫn nó ít thì nó ít, muốn dẫn nó nhiều thì nó nhiều, thì có nghĩa là mình can thiệp vào sự dẫn điện của nó. Thì cái silicon nó chỉ đơn giản vậy thôi, rồi từ đó người ta mới biến ra rất là nhiều cái con, nghe không, cái con đó IC rồi con này con kia nọ. Nhưng mà cái kết quả của nó là chất
chất bán dẫn silicon thôi. Bán dẫn có nghĩa là nó dẫn điện mà nó nửa dẫn mà nửa không dẫn đó, giống như nửa vời đó. Đó thì cho bạn một cái kiến thức đó, đường truyền không ổn. À, đường truyền không ổn, xích lại chút xíu, nghe rõ chưa? Đó thì cái nghề điện tử á, nó là một cái nghề nếu các bạn phát huy được nó thì cực kỳ. À, chú học năm 1982 ha. Rồi để con nói cái tầm quan trọng nó chút xíu rồi con sẽ nói về tâm sự xíu, rồi cái chú giáo mình sẽ anh em mình á, nếu mà có thời gian thì mình sẽ giao lưu tí xíu ha, mình sẽ mạch nguồn này sao cũng được. Thì cái nghề điện tử, mình biết nghề điện tử á thì mình sửa được nhiều cái vật điện lượng trong nhà mình không nói gì rồi, nhưng mà mình biết điện tử thì mình chọn lựa được những cái sản phẩm. Nếu mà các bạn đi kinh doanh á thì các bạn biết nhìn nhận những cái sản phẩm tốt, tại vì mình nhìn lên mình thấy cái bo mạch nó tốt thì mình biết cái đoạn điện tử nó, mình biết từng linh kiện nó tốt hay không, thì mình kinh doanh nó. Mà những người mà đối tác như mình đưa vô những sản phẩm mà kém chất lượng thì mình nhìn mình biết liền. Như cái mạch nguồn này các bạn nhìn rất là chất lượng, thấy không? Từ bo mạch cho đấy, nó thiết kế rất là chất lượng. Thì điện tử nó đóng vai trò trong kinh doanh nó rất là hay. Một người đi kinh doanh tốt thì cũng phải biết đi kinh doanh ngành điện tử thì phải biết ngành điện tử rất tốt thì mới đi kinh doanh nó hiệu quả hơn. Đó. Rồi ngoài việc mà biết điện tử cái tầm quan trọng nó có tương lai không đó, rồi mình có thể chế tác chế cháo được. Ví dụ như mỗi một mùa Noel đó, các bạn nào mà các cô chú nào mà có bên ngành bên công giáo thì biết đó, công giáo là làm gì làm, đói khổ gì đói khổ và nghèo khó gì nghèo khó, không cần biết, khó khăn dịch bệnh không biết, nhưng mà tới ngày Giáng sinh người ta Giáng sinh người ta vẫn mừng Chúa đó. Thì mình biết ngành điện tử thì mình biết trang trí những cái nơi hang động hang đá nè, rồi mình biết làm cái ngôi sao nè. Mỗi một năm thì Ô Long làm rất là nhiều cái ngôi sao, mà mỗi cái ngôi sao gì á nó cao tới 10 mét luôn, và ngôi sao đó trên 100 triệu không các bạn, trên 100 triệu luôn. Và các bạn hãy tìm lại những cái video ở trong cái video của mình á, là mình có những cái video đó đó, mình quay lại quá trình mình cẩu cái ngôi sao lên đó. Thì những ngôi sao đó là trên 100 triệu không nghe các bạn, chi phí để làm ngôi sao đó trên 100 triệu không. Dạ học nữa học mãi đó, các Marx Lenin ngày xưa họ nói mà, nhà bác học người ta nói học nữa học mãi. À, chú Dũng Trà, tôi rất thích nghề điện tử đó, năm 60 rồi cũng mê lắm, nhưng trên YouTube thấy anh giảng mê mong học rất nhiều. Dạ chú, dạ con cũng rất là vui được gặp chú và các bạn và để chia sẻ và giao lưu với nhau đó. Các bạn có cái gì mà hỏi thì cứ hỏi, nếu mà lỡ mà nó trôi qua thì các bạn hỏi. Thầy độ chế nguồn tổ ong có volt điều chỉnh 5V đến 40V. À, đây là Lô Văn Hùng này, là muốn là lấy cục nguồn 5V rồi mình độ chế ra tới 40V ha. Độ chế 40V để mà mình chỉnh được cái này kia đó. Thì cái đó thì mình dùng mạch tăng áp. Ha, mình dùng mạch tăng áp để mình điều chỉnh lên. Thì cái mạch tăng áp thì video trước mình cũng đã nói đó, cái mạch mình giảng hai cái mạch đó, mạch tăng áp và mạch hạ áp đó. Thì các bạn tự thiết kế nó đơn lắm, nhưng mà tự thiết kế cũng được. Rồi hôm nào thì mình sẽ, nếu mà vậy thì mình sẽ làm một cái mạch quay lên cái video đó, mình quay thành cái video như cái video rồi các bạn cũng hưởng ứng, đó là cái máy sấy đó, cái máy sinh tố đó. Đó, cái máy sinh tố đó mình mua ra chai chỉ có 50.000 thôi đó. Nhưng mà giống cho vậy đó, chưa có tiền luôn, nhưng mình về mình sửa xong rồi mình đem mình bán 200.000 là chuyện bình thường đó, là mình lời. Thì nó đơn giản, nó hư nhỏ thôi, nó không có hư lớn. Còn cái mà cái của bạn đó là độ chế như vậy á, thì giống như cái video đó mình làm vậy được không? À, chào thầy, toàn thể anh chị em, cô bác Sông Nguyễn Xuân. Chào Sông Nguyễn Xuân, chào Xuân Trường. À, cái này là các chú mà đúng lớn tuổi không đó? Dạ có Zalo. Số Zalo á của con là 09080, có số 0 nè, 4 số 8 và 24091.
trong quá trình mà sửa chữa một cái gì trục trặc gì ở ngoài đời đó, thì các cô chú anh chị cứ gọi cho thì ôi sẽ trả lời cho. Và trên trên YouTube này nè, kênh YouTube này là trên 31.000 người, nhưng mà bạn nào hỏi cũng trả lời hết, và chưa có trả, nghĩa là dữ lắm luôn đó, là chỉ vài tiếng sau là trả lời thôi, là nguyên một cái Zalo, nguyên một cái tin nhắn đó là trả lời rất là nhiều các bạn, và thức nhiều khi thức nguyên đêm để trả lời cho các bạn, để đọc tin nhắn các bạn luôn. Chú Danh Nguyễn Công, chú cho con hỏi sao có nhiều người sửa được nhiều thiết bị, là sao để sửa được nhiều loại? Muốn sửa được nhiều loại thì mình phải nắm căn bản, đó là mình biết, thứ nhất là mình biết sử dụng đồng hồ đo nè, rồi cộng với 6 bước của Ô Long á, Ô Long có cái 6 bước đó đó, 6 bước đó đó. Nếu mình chưa biết mình coi lại cái video nha, 6 bước đó là mình nắm nắm rành rồi, rồi mình biết được 6 cái linh kiện của bữa hổm mình Ô Long đã chỉ cho đó, là những cái linh kiện, những cái bài trước mình đã làm hết rồi, các bạn ráng mà theo á thì các bạn học lại nha. Thì những cái linh kiện đó mình đo mình sửa mò mà mình đo điện vô, thì bước đó chỉ hết. Bước thứ nhất làm cái gì, là coi đường điện vô đó, thì bây giờ giảng lại nó sẽ mất thời gian dữ lắm. 6 bước đó, và mình ngắn gọn thôi nha. Thứ nhất là mình nắm 6 bước đó, thứ hai mình sẽ nắm linh kiện được, có linh kiện nào mình biết được, tụ phải không, cuộn dây, cái quạt, và những con này mình đọc tên là cái gì, và đọc được, và để mình đọc được mình mua nó, nếu mình không đọc được mình mua nó không được thì cũng được nữa, mình cầm ra ngoài tiệm á, mình đưa chỗ tiệm người ta bán, nhưng mà nhiều khi người ta bán là không biết con đó con gì luôn các bạn, có tin không, các bạn có tin không? Có nhiều bạn lại đây, hôm qua có một bạn là đưa con điện trở cháy khét hết, đưa ra tiệm nó nói cái con này nó không biết, nhưng mà gọi cho ô đây có biết có bạn này ở đây không, là ô Long biết cái con đó là con gì đó, là nhờ cái thứ hai thứ ba nữa là nhờ cái kinh nghiệm của mình trong quá trình sửa chữa à. Rồi những cái kỹ năng mà đo đồng hồ này kia nọ đó là các bạn phải học, và các bạn có thể theo dõi ô Long, thì cách sửa của ô Long là cách sửa mò thiệt nhưng mà hiệu quả vô cùng. Một ngày á, ô Long có thể sửa 100 gram ly ở Tiến Đạt á, các bác các chú nào biết, có ở đây có rất là nhiều các bác chú là biết Tiến Đạt rồi đó, ngày xưa âm ly Tiến Đạt rất là nổi tiếng, là ô Long đã làm trong cái phải chạy bảo hành đó, sửa cỡ 50 100 cái một ngày là bình thường, sửa riết mà đến nỗi mà chóng mặt luôn á, tất cả các hãng đó, tất cả các đại lý chạy về để mình sửa. Còn cái này á, là ô Long sửa một lần á, là 100 cái đến 50 cái, mình sửa mò mà mình sửa còn hơn, còn 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 hơn như vậy, thì có nghĩa là một cái mình lấy 10.000 thôi, thì 100 cái mà một ngày mình là sửa được 1 triệu rồi đó, thì mình sửa mò nhưng mà nó hiệu quả hơn. Còn ví dụ mình không sửa mò, mình còn phân tích đồ sơ đồ này kia đó, là ô Long vẫn phân tích được nha, vẫn phân tích được sơ đồ này kia cái nọ làm được hết, nhưng những cái khối nguồn, khối ví dụ như khối nguồn, khối dao động, khối nào đó nó hư, thì cái kinh nghiệm của mình làm lâu năm thì mình biết nó hư chỗ đó, nó hư cái gì, hư cái gì, hư cái gì, và đo đạc như thế nào, con linh kiện thế nào, thì mình sửa nó nhanh hết. Trả lời câu hỏi bạn gì được chưa, bạn có cần hỏi thêm không? Thiết bị nào cũng vậy hết à, video trước đã nói rồi, cái nguồn á, cái bao tử của mình nè, người mình là cái bao tử, mình không ăn vô là mình chết, còn cái nguồn cũng vậy, nó không có cái nguồn cung cấp thì nó chết. Nên tất cả kỹ sư đều muốn thiết kế một cái nguồn cho nó chỉnh chu nhất đó, nhưng mà vẫn hư, tại vì do quá trình đó mình xài á, nước mưa vô rồi con thằn lằn nó chạm chập, cộng với con gái người ta cho xài 30 ampe thôi mà mình xài tới 80 ampe thì nó lấy nào nó không hư, thấy không, lấy nào nó không hư. Những cái bạch nguồn này nè là cái bạch nguồn ổn áp, nó luôn luôn lúc nào nó cũng ra 12 và 5V hết, ổn áp đó, thì dòng nó có thể thay đổi được. Nên mình á, mình xài á là dễ bị hư là do những người thợ á. Ví dụ như một cục nguồn á, công thức là B bằng UI ha, mà bây giờ á, cái công suất của nó là có 400W thôi, 12V mà nó khoảng 33A, thì mình nhân nó khoảng 400W thôi, để các bạn xài nó một cái con led gì á, một con led gì là 1W, mà các bạn xài 500 con led thì đương nhiên nó sẽ hư. Rồi chào Khang Thịnh Lighting nha, chào Minh Mang Minh.
sư phụ cho em hỏi để đọc lên trên trước cho các bạn mà hỏi trước á. Các bạn nào mà thấy mà mình chưa có trả lời thì các bạn hỏi lại nha. Bạn có thể giúp tủ lạnh bị hao điện không? Không anh. Tủ lạnh á, mà xài á, tủ lạnh nè, máy lạnh nè, là những cái thiết bị mà xài động cơ để nó bơm khí, dồn khí nén lên. Thì các bạn biết là nó cũng có xài cái nguồn nguồn trong đó nó phức tạp lắm, và nó giống như nguồn xung vậy nè, chứ không có phức tạp gì hết, chứ lộn, sorry. Và nó đổ keo cứng ngắc hết, mình sửa chữa nó là chỉ nhờ kinh nghiệm thôi. Thứ nhất là những cái nguồn máy lạnh nè, những cái nguồn của máy giặt nè, rồi tủ lạnh nè, thì nó đổ kính mít keo hết. Thì những cái người mà sửa như là ô long nè, có kinh nghiệm tháo nó ra thì mới biết cái con nào là cái con dao động, và cái con nào là con công suất, thì tháo ngay bóc luôn, chứ không có khự lung tung chà bà xà ngầu cho ổng hết. Tháo ra là móc con đó ra sửa và thay thôi. Thường á thì ví dụ như nó cái dao động á, trên cái dao động á nó sẽ có những cái con bảo vệ, nó có những cái con dập xung bảo vệ, mà nó bị hư những cái con nhỏ đó, nó làm cho cái con nó đánh thủng cái con mót phép của mình, cái con công suất á, cái con mót phép này, con này công suất đây nè, đây thủng con này. Thì bây giờ á mình lo mình thay con này vô vẫn chạy, chạy xong rồi mình giao cho khách, hoặc là mình cố gắng mình chạy nữa, thì 3-4-5 ngày sau nó lại chết con này nữa, là do những cái mạch bảo vệ, những cái mạch dập xung á, xung cao tầng á, thì nó bị đứt con tụ hay con trở thôi là nó cũng sẽ bị. Thì thường là cái mạch đó là nó có con diode với con điện trở, cho nên là mấy con diode với con điện trở, và cái tụ kế bên. Thì trả lời câu hỏi của bạn ngắn gọn vậy thôi cho bạn hiểu ha. Còn hao điện á, tủ lạnh mà hao điện á, thì các bạn sẽ mua một cái gọi là một cái tụ bù ấy, một cái tụ bù á khoảng cỡ 200 pico á. Thì khi nào mà cái tủ nó chạy á, các bạn gắn song song dưới cái tủ đó đó, cái bạn lấy cái đồng hồ Ampere này bạn kẹp nè. Bạn coi nó bù coffee được hay không? Nó mà nó giảm nguồn, nó giảm dòng xuống á thì bạn sẽ tiết kiệm được cái điện khi nó chạy nha. Còn cái tụ đó, nếu mà cái tụ đó mà máy lạnh bạn không chạy thì nó lại cái coffee á, nó lại hạ xuống, thấy không? Thì lúc đó bạn sẽ hao điện hơn, chỉ vậy thôi. Còn máy bây giờ là những cái thiết bị mà mới người ta dùng là inverter là gì đó, tới đâu người ta có dùng. Tôi đã từng làm ăn với công ty Tân Hưng, quận Bình Tân, Sài Gòn. Công ty đó làm gì vậy Jack Le? Chào Đại Nghĩa, chào đại NX. Anh có thể nói qua mạch máy phát inverter. Rồi, chút xíu mình sẽ nói inverter chung như này luôn nha. Chúng cho con hỏi Minh Mẫn nè, trả lời câu của em nè. Sư phụ ơi, cho con hỏi 220V ra 12V, 2A và 5A thì như thế nào? Nó kêu sư phụ. Nó có hai cách ra. Một á là từ điện 220 mình biến ra cái cục tăng phô á, cái cục tăng phô là cái cục ổn áp á, cái cục đó là cái cục mà dây đồng á, nó có lõi ferrit á, thấy không, là nó quấn ra cuộn thứ cấp rồi cuộn sơ cấp, rồi ra cuộn sơ cấp nó ra, rồi bắt đầu là nó ra cái dòng, là nó ra một cái điện thế của mình là 12V, 5V, nó tùy theo cái dòng quấn của mình nha. Ở trong cái cuộn thơ cấp á, mình quấn càng lớn á, thấy không, thì nó ra càng cái vôn nó càng cao và cái dòng nó càng lớn nữa, vậy nha các bạn. Còn cái cách thứ hai đó là dùng bộ nguồn switching á,
Thì xe buýt Trinh thì mình có giảng là bữa hôm bữa là hai bữa nay rồi, là cái bài số 2 số 3 gì đó, là bạn trở lại bạn xem nha, là nó sẽ nó, bạn sẽ hiểu được là khi nó hạ nguồn xuống và nó đưa ra cái con diode tùy theo cái nguồn của mình xài bao nhiêu thì nó ra cho mình cái xung bao nhiêu. Dạ chiên mà đèn led ra. Dạ chú. À, ngày xưa là con làm ở Tiến Đạt là năm 2000. Anh làm nghề này lâu chưa? Ngày xưa là đi làm kinh doanh, đi làm kinh doanh mua bán tiếp thị rồi này kia đó, rồi xong rồi bắt đầu là đi học điện tử, có đi học điện tử nhưng mà vô học điện tử mà nhiệt tảo á, đi sửa đầu máy tivi rồi này kia đó, nói chung là cũng gian chung lắm, ra nhiệt tảo rồi sửa chữa. Giờ các anh em nhiệt tảo thì biết hết á, nếu mà buổi live này mà có anh em nhiệt tảo là mấy anh biết liền, nói tên ô long là biết không? Ngày xưa là tên Hà Thủ Ô, Hà Thủ Ô. Rồi cũng mở công ty, ô cũng mở công ty ra làm, mở ra hai ba công ty làm sản xuất đèn led luôn, chơi lớn luôn, sản xuất mấy bóng đèn led đó, năm 2011 sản xuất mấy bóng led ra. Và biết ngành điện tử thì nó hay lắm, cái mình mua mấy bóng điện quang, lúc đó bóng bóng điện quang mà ở ngoài đường người ta bỏ đó, hay bỏ đó các bạn biết không, cái bóng điện quang ha, cái bắt đầu là mình mua về cái mình bỏ một chùm nè, cái bỏ vô thùng phi á, cái để nước xuống, đổ nước xuống, nếu mà cái đầu á mình tháo ra không được mình cắt nó các bạn, cái mình làm cho nó xì hơi rồi nha, cái mình cắt nó là bằng là đổ dầu lửa vô, đổ dầu lửa vô xong rồi cái bắt đầu là mình quẹt quẹt lên thì cái mặt nước á, nó lên cái đèn đó, ví dụ cái đèn thủy tinh nè, đèn nó đèn thủy tinh đó, cái mình để vậy nè, cái mặt nước đây cái mình để dầu á, cái đốt đốt cháy ngơ cái là nó rụng ra hết, thì nó rất là đều, rồi lấy lên một lần là 50 cây, mình mua ve chai bán bao nhiêu mình cũng mua hết á, mấy cái bóng đèn mà bóng đèn tiếp á, tiếp đó mua có như 2.000 đồng cái, 2.000 đồng một 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 cái bóng gì đó, là nó bị hư rồi nó dục ngoài đường đó, rồi ve chai người ta lượm mà mình thu hết, rồi thu hết về xong rồi mình cắt nó bỏ vào thùng phi, bỏ dầu vô xong cái mình đốt lên, cắt nó thành này một cái ống 6 tấc vậy nè, 6 tấc đó, cái bắt đầu là ở Long đặt cái mạch, vẽ cái mạch điện. Chào Lê Thị Phương nha. Vẽ cái mạch điện vậy nè, xong rồi cắm mấy con led lên, cái bỏ cái con led vô trong cái ống đó, cái đặt cái khuôn hai cái chấu nhựa, đặt cái khuôn rồi bắt đầu gắn lên, là năm đó bán cũng ngon lắm. Rồi thời gian sau mấy cái công ty nó thấy nó đớp mình về liền, đớp mình làm về liền luôn sân trường đó, mình nó đớp mình về về làm, không phải làm về sản xuất mà theo đèn năng lượng mặt trời cho nó đó, sản xuất đèn đó, làm xong rồi bắt đầu là cung cấp cho nó một tháng vậy là doanh số nhiêu nhiêu đó, rồi mình mở công ty mình làm. Rồi nhiều câu hỏi của các bạn quá mình trả lời hả? Sư phụ hôm nào sư phụ chỉ cho mạch nguồn CPU máy tính nha sư phụ. Ok. Cho mình hỏi ở đâu có bán màn hình LED? Cái này là máy bàn hay là máy máy bàn? Bạn Trung Nguyễn Việt nè. Cái này mình không biết nha. Mình có mấy anh em làm máy tính nhưng mà nó máy tính bàn thôi nha, nó không có màn hình, nhưng mà bạn có thể ra nhiệt tảo lên lầu á. Đang Nguyễn Công lúc là thông báo Otaku Việt Nam, trước khi thay con linh kiện hỏng nào phải tìm ra lý do mà sao nó hỏng phải không bạn? Ok, thay nó đi rồi không cần phải hỏi nó nhiều sao hỏng hết á, thay nó trước đi rồi đo mấy con vòng vòng bên, nếu mình biết đo, mình cầm ở đồng hồ mình biết đo được con nào sống con nào chết, thì mình đo trên cái mạch này mình biết cái con nào sống con nào chết hết rồi, thì mình sẽ gì, mình sẽ sửa chữa nó rất là dễ. Rồi bắt đầu mình cắm điện vô nè, mình phan hay cắm điện nha, mình phải gắn cái cầu chì vô trước đã, hoặc là mình gắn cái sợi dây đồng vô đó. Rồi đây nè, cái này là quan trọng nè, đây nè các bạn phải chuẩn bị, các bạn các chú mà sửa mò đó các bạn phải chuẩn bị cái này cho con nha, đây là cái ổ điện nè, thấy chưa, rồi có sợi dây điện nè, mình cắm vô nè, cắm vô điện nè,
À, các bạn cô chú anh chị thấy cái đèn này nó sáng không? Rồi xong rồi á, các chú á làm động tác này cho con, lấy đồ cắt ra nè, cắt ra một cái đây. Rồi có người hiểu chú nắm không nha? Rồi bấm ra đây đó. Rồi xong rồi nha. Rồi các chú lấy mua cái bóng đèn này, cái bóng đèn này 100W nè. Bóng đèn này để nướng con gà đó, hấp ở lộn ấp gà đó đó, 100W. Có cái gì tóc này nha, có gì tóc này nha, rồi mới được nha. Rồi có mua cái chui này, rồi cái gắn vô. Bây giờ mình làm cái này luôn, rồi bắt đầu chút xíu mình sửa cái bo nguồn nha các bạn, để mình sửa cái bo nguồn. Bây giờ còn ở ngoài sân là khoảng 50 cục nguồn máy á, đang đợi ô long sửa ngoài đó đó. Rồi bây giờ nè, dặn vô. Cái này nó có tác dụng gì các bạn biết không? Có bạn nào biết không? Các bạn nào biết trước chưa nè? Cái này mà chuyện qua hôm kia giờ nói rồi luôn rồi đó. Nhưng mà các bạn nói thử lại coi. Sạc bị hút pin do đâu? Sạc điện thoại bị hút pin. Sạc điện thoại mà pin vô nó hút vô hả? À, danh Nguyễn Công là chú làm đèn led trong thực tế có lập trình không ạ? À, có chứ chú. Cái những cái bước này là những bước là hướng dẫn cho chú, các chú, các cô chú anh chị là đồng chí là sửa mò nha. Còn tới những cái bước mà sửa mò xong rồi đành rồi đó là mình sẽ đi một cái level cao nha. Là hướng dẫn cho các cô chú anh chị là lập trình nha. Lập trình. Đó, ghê gớm gì đó. Lập trình đây không phải là bằng ngôn ngữ Pascal hay là ngôn ngữ HTML, TCP gì đó ha. Không phải vậy nha. Lập trình đây là lập trình bằng tưởng tượng. Đó, lập trình bằng kỹ thuật số đó. Có nghĩa là lập trình một cái pháo bông đi. Hay là cái hào quang đi. Đầu tiên là cho các cô chú anh chị lập trình cái hào quang trước cho nó dễ. Nhịp thứ nhất là bung ra một con, 2, 3, 4, bung vô, ra, vô, đó là dễ nhất. Còn nó chiếu này kia cái nọ đó là bắt đầu nó cao hơn tí. Đó, như cây pháo bông của ông Long làm nè, tự dưới bắn xẹt lên ha, rồi nổ bùm ra, đó, là mình lập trình cái đó nữa là cái bước mình đi về đích đó, là các bạn là có tương lai rồi đó, có nghĩa là kiếm tiền ngon rồi đó. Thì trong vòng tháng là sẽ đào tạo cho nhiều bạn... trở thành một người kinh doanh giỏi trong cái ngành lĩnh vực đèn led. Tại vì led á, mình biết điện tử á, thì mình mua những cái bóng đèn mình kinh doanh hay là mình kinh doanh cái gì á, nó cũng ra tiền hết á. Rồi đây nè, câu vô nha, để câu vô nè, chứ đừng có ý gì cái ngành led. Mà ngành led á, một người mà thợ điện tử á, mà khi bước ra một cái ngành khác đều làm được mọi việc. Tại vì cái này là đâu đỡ nha, chứ còn mình cố định đây nữa để cho đừng chập qua chập lại. Rồi nói tóm lại là gì đi để cho nó nhanh nè. Rồi các bạn nào biết để làm gì thì làm gì chưa đó. À, Phạm Ngô Tiệc hiểu cái này ha. Hôm nào sửa nồi cơm điện không lên điện nấu không chín. Trời ơi, cái đó nó dễ dữ lắm. Nồi cơm điện nó dễ nha. Nồi cơm điện là nó có một cái dòng máy so. Thấy không? Dòng máy so cắm điện vô là nó sáng đó, cắm điện vô là nó nóng đó. Rồi, trong đó nó có một cái relay, khi mà nó nóng quá thì nó hụp relay xuống vậy thôi. Nó đủ thời gian, nó nóng quá đủ thời gian gập xuống thôi, nó canh đúng cái thời gian của nó. Kế nữa nó có một cái miếng giữ ấm. Rồi vậy xong. Rồi nha, cái này xong rồi nè nha các chú. Rồi bây giờ mình gắn cái đèn vô nè. Để chút xíu mình sửa máy luôn. Rồi cái này để chi các bạn chú biết không? Cái này mình cắm điện vô nè. Cái này nhớ băng bó lại để cho đừng có giật. Rồi cắm vô nè. Nó không có sáng nè. Nó không có sáng. Khi mà mình cắm một cái máy sinh tố, một cái thiết bị mình đang sửa đó, mình cắm một cái gì đó không cần biết, mà cái gì đó giống như là cái máy sinh tố, cái tivi, cái gì đó không biết, nhưng mà nó bị con thằng lằn nó chạm chổng rồi, nếu mà mình cắm vô điện này sụp cùi dao à,
nó nổ đùng 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 luôn á. Nhưng mình cắm vô đây á thì nó lại sáng cái đèn này lên, nếu mà nó chạm là nó sáng đèn lên. Thì để mình sửa chữa, các chú anh chị để dưới này sửa chữa nè. Nếu mà chú nào mà còn có chơi bảnh nữa ha, có tiền nữa ha, là gắn thêm một cái cầu dao chống giật ở đây nữa nha, cho nó ok, cho nó an toàn. Cầu dao chống giật ở đây, ở trước đây nữa, thì mình lỡ mình sửa đó. Chứ cái điều này là con không muốn nha, tại vì con có một người em đó, có một người em là bị điện giật chết ha, bị điện giật chết nên nên mà truyền cho có đam mê cho nó đó. Giống như bây giờ mà mấy chú nè, với mấy em mấy anh nè, là đang đam mê để nghe Âu Long ngồi nói mấy tiếng đồng hồ đây không mệt mỏi, thì cái em nó cũng vậy luôn đó, mê dữ lắm. Rồi gắn mấy cái đèn chớp 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 ở trong mấy cái trong cái giường ngủ đó, rồi đi sửa đèn sửa nước cho chùa đủ thứ hết mà hiền khô à. Làm cái gì cũng nói chung là điện là xương phong đấy. Nhưng mà cái thời gian mà ô làm những năm đó nó rất là bận rộn, rồi không có truyền cho em được cái an toàn điện đó, không truyền được an toàn điện, rồi cuối cùng cái em đó phải ra đi vĩnh viễn mà không có trở lại, do một ngày nào đó em đó bị bất cẩn bị điện giật chết, là chính người em của mình đó. Nên mình rất là muốn tất cả các cô chú anh chị phải nắm một điều là phải an toàn điện. Làm sao điện là phải cẩn thận, điện qua người mình 3 giây là mình chết, nên mình phải cẩn thận nó và học kỹ cái bài an toàn điện mà cách đây 2-3 ngày của Long đã chia sẻ, phải học kỹ. Mà cái bài đó lại không được hưởng ứng được các bạn, rất là buồn luôn, Long rất là buồn. Tại vì cái bài đó không thấy ai xem nhiều, để thấy mình là an toàn điện rồi. Thì cái này cũng là một cái an toàn điện để cho các bạn ấy đó. Rồi ví dụ như bây giờ bây giờ nè, là mình sẽ cắm một cái ổ điện nào vô đây thì mình thôi không nói vấn đề nữa, nói vấn đề đó mình cảm thấy nó xúc động lắm. Cắm vô đây xong là tự nhiên cái bóng đèn này nó sáng lên à, các bạn thấy ha. Vậy là cô chú anh chị hiểu cái này chưa? Rồi bây giờ mình rút ra nha, cái này để chút xíu nữa mình sửa cái bo nguồn à, chút xíu nữa mình sẽ sửa cái bo nguồn này nè à, mình cắm vô để nó không có nổ, để nó bảo vệ cho Long ha. Rồi bây giờ mình đọc cái tin nhắn của các bạn để mình trả lời nè. À, hôm nào chỉ cho sửa ổ cứng máy tính, rồi ok. Chào thầy, bữa nào hỏi sửa bộ nguồn xe đạp. Rồi bộ nguồn xe đạp á hả? Bộ nguồn xe đạp, ok. Bộ nguồn xe đạp là cái bộ sạc xe đạp à, bộ sạc xe đạp là cái bộ thứ này nè. Bộ này bộ sạc xe đạp nè. Hay là cái bộ hay là cái bộ gì? Hay cái bộ ở trong cái bộ nguồn. Tại vì cái cơ bản là cái ắc quy, cái dòng này sạc vô ắc quy chứa ampe cao, ampe cao để quay động cơ thôi, nó không có gì hết. Trong cái xe đạp không có gì hết á, chỉ có mấy cái mặt mà để mà điều khiển motor đó, mặt chạm điều tốc thôi, chỉ vậy thôi. Hay là bạn muốn hỏi cái gì? À, sạc bị hút pin vô đâu? Sạc á, mà các bạn sạc hoài mà không có vô pin mà lại hút pin ra đó, giống như cục sạc điện thoại di động nè, sạc hoài mà cục pin trong đây nó không ấy, nó không ấy mà nó còn hút ra, mình tưởng là nó hút chứ không phải nó hút ha. Tại vì cục sạc này nè, cơ bản á nó là điện thế 5V, nó cao hơn là thằng ở trong đây rồi. Ở trong đây cục pin mình á, nó có 3V7 thôi, nó đã cao hơn rồi thì nó sẽ đổ qua. Mình cũng có bài giảng trước đó, các bạn xem lại. Dòng điện và điện áp thì nó là cái gì rồi. Dòng điện là những hạt electron nó chảy qua bên cái pin của mình từ trên này nè, từ cái điện nó nhờ cái sức mạnh của thằng gì, của thằng điện thế. Ví dụ như đây là 5V, nó cái điện thế nó cao, nó đẩy qua đây 3V 7, nhưng mà thằng này nó 3V thì nó không thể nào đẩy qua đây được nha các bạn. Nó sụt xuống còn 3V thì nó không đẩy được, thì vô tình cái máy mình đang xài nó có bật bluetooth này kia nọ thì nó hao pin, chứ không phải là nó hút nguồn ra đâu, mà cũng có thể nó hút nguồn nữa. Tại vì cục pin, cái cục sạc của bạn đó là nó chạm đó, nó cũng hút đường pin nữa, thậm chí là cái IC nguồn ở trong đây nó bị hư luôn nha. Đó thì các bạn hiểu một điều là cái này nữa, chia sẻ kinh nghiệm nữa, cái cục pin á, đây tôi kiếm cái cục pin đây,
đây là cái cục pin hoặc là cái bình ắc quy. Đây, bình ắc quy, cục pin. Thì mình muốn sạc nó, sạc nó để cho tốt á, cho tốt nha. Thì mình cung cấp cho nó một cái dòng, nó là chủ yếu, đặc biệt mình nghiên cứu nó là chủ yếu là dòng nha các bạn. Nếu mà dòng các bạn mà cao á, là sạc nổ cái bình luôn. Nên mình phải quy ước gì cho các bạn nhớ nè, cho các chú nhớ nè. Cái bình này á là bao nhiêu voltage ampere không cần biết, nhưng mà mình đưa cái dòng vô là khoảng 10% thôi nha. 10% là chuẩn, và lên nữa thì 15%. Ví dụ bình 100 ampere thì các bạn cô chú cho sạc cái dòng vô 15 ampere thôi. Thì nó mau, nó vừa mau mà nó vừa bền cái bình của mình, khoảng tiếng 2 tiếng hồi là nó đầy, ví dụ gì đi. Nhưng mà mình đưa cái dòng vô 50 ampere là cái bình mình nó nổ luôn và nó không bền nữa. Cục pin cũng vậy. Là mình chia ra là 10%. Còn những cái cục pin á, cục pin mà trong cái giờ có mũi á, nó có cục pin này nè, nó là cái bình ắc quy đó. Nó là cái bình ắc quy trong cái pin. Thì cái đó nó 4V2. Nó sạc đơn giản lắm, nó chỉ đưa điện 300V vô, thẳng vô trong luôn. Nó dùng cái sức mạnh của cái 300V đó, nhưng mà cái dòng của nó nhỏ lắm, nó chỉ có 0,58, nó nghĩa là khoảng cỡ 58mA thôi. Thì nó so với cái cục pin mà cái ampere của cục pin nó rất là thấp, nên nó sạc ngày sạc đêm không hư, nhưng mà một ngày nào đó nó cũng hư đó. Là có nghĩa là nó đỡ thôi, nó độ bền nó vẫn có, nhưng mà nó ngày nào đó nó cũng hư thôi. Tại vì á, cái sạc giờ quất mũi nó không có mạch gì chứ, nó chỉ có cái cầu dioxide cái đưa vô thẳng vô trong cái bình thôi. Và các bạn mà muốn giảng về một cái này, có bạn về hỏi cái giờ có mũi á, chạy qua giữa Gia Trai mua luôn cái giờ có mũi nè. À, chạy qua giờ Gia Trai mua giờ có mũi này, các bạn biết giờ có mũi này mua giữa Gia Trai bán bao nhiêu không? 10.000. Giờ bấm không ăn uống nữa đó, để về làm thí nghiệm sửa chữa cho các bạn cô chú xem. Nó dễ sửa lắm, cái này nó là một cái mạch nguồn. Nãy mình nói là mạch nguồn, mà mạch nguồn quan trọng nhất trong tất cả các bộ phận, nên Ô Long muốn chú trọng vô cái mạch nguồn. Mạch nguồn là chú trọng nhất, tại vì những nguyên nhân mà xảy ra tất cả hỏng hóc đều do mạch nguồn hết. Đó, mua 10.000 đồng để mình thí nghiệm. Thì trong đây á, là có nhiều cái thứ trong đây hay ho lắm. Rồi sẽ chỉ cho, chị sẽ chỉ cho các chú chị sửa nó dễ lắm. Ở đây nó hư á. Nó hư chỉ có một con linh kiện thôi, hoặc hai con linh kiện đó. À, thứ nhất là dao động, thì cô chú anh chị mà chưa xem cái bài mà nguồn á, thì các bạn trở lại xem nha, cái bài nguồn nó quan trọng lắm nha. Hôm nào bỏ cứng ok em. Nhiều quá, bây giờ để từ từ coi các bạn. Trước anh cho em hỏi, đèn led neon được dùng ngoài trời dùng nguồn 12V 5A. Nguồn 12 á, đây nè, mua một nguồn này nè. À, mình dỡ lên rồi mình gặn vô, xong rồi mình đẩy nó lại nha. Ở ngoài trời mưa không sao hết ha, mưa xuống không sao hết. Mua cục này nè, nhớ nha, mua cục này nè. À, bạn có thể liên hệ ở trên đây, có trong room mình có người bán này nè, bán đèn led nè. Bạn la lên à, ai bán đèn led lên. Bạn để số nó đi, có người liên hệ lại. Và bạn Xuân Trường ha, trả lời cho bạn Xuân Trường ha. Hôm nào chỉ em sửa ổ cứng máy tính. Bỏ phần hư nha. Ok em, cái đó là cái của em á, đặc biệt cái là anh em chưa có muốn xem. Tại vì chỉ trong Zalo đi ha.
Chào thầy, bữa nào cho hỏi thầy sửa bộ ngồi xe đạp rồi nãy rồi sạc bị đứt chưa, nó chập mặt anh dòng cao do vấn đề xe. Tại vì cái tin nhắn nó chạy xuống á. Rồi bạn Ngô Tẹp đúng nè, Mai Trung đúng nè, hôm nào sửa rồi rồi xong đập một đập đập một lát sau rồi cái nó đi đi xuống xuống không người ta. Sao tiếng nói nhỏ quá hả? À, cô chú anh chị thấy nhỏ quá hả? Chú có nhóm nào chia sẻ không? Dạ không, con không có lập nhóm. Coi con làm một kênh YouTube này mà con làm không nổi vậy nè. Sáng, trưa, chiều, tối là phải trả lời tin nhắn cho các bạn ở trong đó. Nhắn trả lời trên YouTube và trả lời bên bên Zalo nó đầy máy luôn. Rồi giúp cho các bạn mỗi người gọi có 5 phút hay là nào 1 phút là nó hết giờ luôn rồi. Là không đủ luôn, cái họng coi như là muốn banh luôn á. Rồi phải chuẩn bị buổi livestream nữa. Chuẩn bị buổi livestream này là chuẩn bị đồ 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 này kia nọ là nó không đủ luôn. Cho nên không có lập nhóm được chút. Giật bắt mũi thuộc mạch tăng áp, đúng rồi mạch tăng áp. Người Thanh Nguyễn Văn, đó đúng là mạch tăng áp. Ok, làm Zalo, gặp nhóm hay làm nhóm Zalo hả? Hỏi này cũng được, tại vì Zalo ít có lên lắm. Tại Zalo mà cái nào mà các bạn mà học bài mà chưa những cái những câu hỏi nào mà cô chú bác anh chị mà hỏi á, mà nó thường quá đó thì các cô chú anh chị xem lại cái video của mình cũng được. Còn nếu mà nó khó dữ lắm á, thấy không? Nhưng mà cứ cứ hỏi đi không sao đâu, cái nào mình cũng trả lời hết. Dạ không có nhóm, còn không có nhóm. Nghe tức mà thế này. Đó thân mật. Rồi sơn hồng lên thân mật. Hot Girl 8 nghe rõ thầy. Sao mình nghe nhỏ về ta? Vậy bạn dặn qua lên lên tí. À, hỏi lại tủ lạnh hao điện có chỉnh được không anh? Cái tủ lạnh hao điện á hả? Bây giờ gắn cái inverter vô. Thì bữa nào mình muốn là mình nghiên cứu cái vấn anh BT vô trong mấy cái tủ lạnh đó. Nhưng mà chi phí sợ nhiều khi nó sắm tủ lạnh mới được các bạn. Tủ lạnh bây giờ cũng cũ rồi, cũng có mấy trăm ngàn cái gì không? Mình chế chát vô chơi. Anh có TikTok không? TikTok đó hả? TikTok mà hổng đăng mấy bài đó, nó lên cũng mấy chục, coi như là gần 2-3 triệu người xem. Trả lời không nổi thì thôi bỏ luôn rồi, trả lời không nổi bỏ luôn rồi, ta cần men dữ lắm. Đăng một video là mấy trăm ngàn người xem á, bên TikTok á, TikTok ghê lắm, xem dữ lắm. Nhưng mà bên TikTok á, nó không có cho mình cái thu nhập. Bây giờ mình nói mình làm nhiều quá, công sức mình bỏ ra nhiều mà mình không có thu nhập á, nên mình cũng buồn. Nên mình qua đây mình nói với các anh em, chia sẻ cho các anh em, kêu bằng thầy rồi này kia, có YouTube nó trả tiền cho chút được chút cháo. Rồi mình cũng vì đam mê nữa, gặp đây nó nhiều hơn. Còn bên like like bên kia không 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 ấy. Có TikTok nhưng mà thôi, đừng đừng xin TikTok. Xin Zalo, xin điện thoại nãy đó. Số Zalo mình là 0888824091. Thầy mấy bạn hỏi số điện thoại thầy Zalo thầy đưa trên cái này bây giờ thật sự luôn á là để ghi ở trên trên cái bài video á để cho các bạn thấy ha, thấy số điện thoại luôn nha. Và các bạn nào mà biết ô long á thì các bạn
trả lời giùm nha. Làm TikTok nếu có lượng theo dõi nhiều, có nhà tài trợ thuê đúng không? Nhưng mà không thích TikTok, thích đó, thích YouTube đó, giùm trung thành YouTube. Dạo dài bữa đi xăm ở chỗ đây nè, gọi là xăm chỗ đây chỉ YouTuber. Mê giờ, mê giờ mình mê cái nào không mê thứ không, giờ mình mê với cái kia nữa, nó cái YouTube nó sẽ buồn thật sự. Các bạn biết á, các bạn mà làm gì các bạn phải tri ân cái đó, cái máy tính mình phải tri ân, cái gì cũng tri ân hết, hay là cái chiếc xe mình phải tri ân nó, mình lau chùi nó thì nó sẽ đối đãi mình tốt. YouTube á cũng vậy nữa. YouTube các bạn biết không, nhắn một câu qua cho mình á, cảm động lắm. Sự nỗ lực của bạn được đền đáp, bây giờ rất là nhiều người hâm mộ của bạn, và người hâm mộ của bạn chở được khoảng 100 chiếc Boeing, ghê không, nó nhắn tin gì đó, nó vui, nó làm cho mình vui và hứng khởi. Còn cái tính toán nó chảnh lắm. Bữa nay có ca nước. Cường sửa, Cường sửa chữa ô tô. Chào Cường sửa chữa ô tô và máy cơ giới nha. Sư phụ dạy sửa điện thoại với. Cái anh này á, tôi nói các bạn nghe, cái anh này là bữa nay là ảnh vô đầu tiên ảnh ghẹo tôi nè. Các bạn coi cái chuyện đó không? Anh này sửa ô tô. Nhưng mà tôi kêu ảnh bằng sư phụ á, mà giờ ảnh kêu tôi lại tôi bằng sư phụ. Sợ anh luôn á. Ảnh là sửa ô tô chùm. Mình là thuộc về dạng dạng biết đó nha, mình nhìn ảnh là mình thấy ảnh sửa ô tô cực kỳ, ảnh có bằng tay vàng nha các bạn. Anh Cường sửa chữa ô tô bữa nay có ảnh nè. Các bạn mà có sửa có ô tô á thì các bạn sẽ liên hệ với anh này. Và nói kể với các chú một câu chuyện luôn, anh này vui lắm. Ngày xưa á, con mua một chiếc Camry. Con chạy dọc đường á, nó bị bốc khói. Cái xong cái tự nhiên con lủi vô gara của ông này nè. Cái ông Cường ô tô nè, bữa nay sao có ổng nè. Rồi xong á là ổng sửa cho mình hết, ổng không lấy tiền bạc nào hết á. Tự nhiên cái ổng lấy tiền luôn, cái xong cái anh em chơi với nhau cũng được 2 năm mấy rồi. Và ảnh sửa cái cơ giới sửa xe gì mình thấy đẳng cấp lắm, hay lắm. Sửa bằng tự học nghề lập nghiệp, chứ không phải sửa theo cái kiểu mà mấy ông kỹ sư nha các bạn. Sửa một ngày á, ảnh sửa một ngày á là khoảng 10 đến 20 chiếc xe vẫn được. Nhưng mà kỹ sư mà sửa không nổi đâu, không bằng ảnh đâu. Ở đây không phải là tăng ảnh lên, nhưng mà thật sự là gì, ảnh là ảnh thầu, ảnh bao thầu hết nguyên một cái gara luôn. Anh Cường sửa ô tô nè, các bạn khám phá ảnh coi. Và sau này mình đem xe tới ảnh sửa không lấy tiền luôn. Anh Cường này nhớ đăng những video hữu ích cho anh Cường à, các bạn sẽ tới thường xuyên ủng hộ anh lắm. Sửa điện thoại hả? Sửa điện thoại thì bữa nào? Để nhiều người ở trong, nhiều cái bạn và các chú ở trong cái room của mình á, mà người ta thích nhiều cái về đề tài đó đó, thì Ô Long sẽ làm đề tài đó để cho cô chú anh chị xem. Chứ còn 1-2 người yêu cầu á, thì mình để mình dồn lại một lượt. Giống như mình đưa đò vậy đó các bạn. À, đưa đò thì chẳng lẽ bây giờ bên kia kêu ới ới hoài à, nhưng mà bên đây đang không có người chở qua sông, mà chở là 2-3 người cho nó tiện. Thì bạn nào yêu cầu nhiều thì mình sẽ làm. Dạ danh con Nguyễn hả? Dạ con không có dạy nghề điện tử chú ơi. Đó giờ đâu có dạy nghề, tự mình làm không mà. Thì mình làm không mà không có dạy nghề. À, để coi màn hình máy tính bị mù thì lột cái miếng đó ra thay miếng khác vô nha, kiếm màn hình khác để thay vô. Zalo bit. Nhưng mà cái đó mình không có chuyên môn á, mình làm á, dễ bị hư lắm nha các bạn. Cái đó là thuộc về màn hình, cái miếng màn hình nó mỏng lắm. Nó trôi á,
các bạn nhắn nhiều quá nó trôi nó không không đọc nổi luôn á. Giờ mình đọc rồi, các bạn có thể nhắn nhắn rồi nhắn lại nha, tôi sạc một cục pin. Tôi có cái lo vi tính muốn độ lên xe mà nguồn 24V, còn mua cái nguồn 24V lên 220V thấy nguy hiểm quá. Cái lo vi tính của chú là xài 12V 220 đúng không? Rồi bây giờ mình mua cái 24V, cái cục biến áp lên phải không? Biến áp lên là từ 24V lên cho tới 22 đúng không chú? Mình muốn tự làm điện gió để sử dụng gia đình, cần biết những gì? Điện gió hả? Bây giờ Âu Hải nè, Âu Hải muốn karaoke đó, mình coi là mình đang có cái dàn karaoke xịn sò lắm. Ngày xưa mua mà cái đầu 5 số đó, giữa hai cặp loa nó hai cái đế đi chân lên là ngon lành luôn, đầy đủ đồ hết. Mình chia lại cho khỏi chi làm chi mệt. Hát cái karaoke mình tự chế ba cái âm ly mà câu câu á nó đâu có hay, phải nghiêm chỉnh đàng hoàng, kỹ sư thiết kế ngon lành á, kỹ sư ta thiết kế ngon lành nghiêm chỉnh á, thì mình làm nó mới ngon được. Bây giờ gì nè, các bạn khoan hãy nhắn tin lại nha, cái mình trả lời hết cái này xong cái mình nhìn màn hình á, cái mình trả lời cho các bạn để các bạn thấy được, chứ còn mình nhìn xuống đây là có bạn đã nói rồi, đã chỉnh đốn mình là có nghĩa là nhìn không có tôn trọng các bạn đó, đã nhìn xuống mà nói chuyện phải nhìn khách hàng, nhìn khán giả. Đó. Để từ từ các bạn nhắn nha, để đọc hết cái này xong cái đã. Đọc không nổi để con mắt nó bị yếu, để lấy cái đi cái kiến đó rồi. Già lớn tuổi thì nó yếu mắt rồi. Già không bằng mấy chú anh kia 70 tuổi thôi. Rồi giao lưu khoảng 10 phút nữa mình tiến hành để mình phân tích cái mạch nguồn để mình sửa chữa nha các bác. Chứ nếu không thì sẽ muộn giờ đó. Các bác có thể nãy giờ có người trông tới trông lui nữa. Không thấy đường luôn. Bóng led 220 nhưng ra led bao nhiêu volt anh? Khoảng từ 75V cho tới 110 hay 110, 120 nha. Nguyên Trần. Dạ khi nào sửa điện thoại thì bà thông báo. Ok. Có lên cộng đồng á, tắt cộng đồng á, lên tắt cộng đồng á thì sẽ có nha. Sửa điện thoại tắt cộng đồng thì có. Tôi sạc một cục pin là 16 gì? 18.600 đồng. Để sạc hai pin 18.500 đồng. Mắc nối tiếp thì bị cả sạc và pin, mắc nối tiếp thì bị cả sạc và pin luôn. Bị gì à, chú Hường Nguyễn, thầy giải đáp giùm. Tôi dùng cục sạc một pin để sạc hai pin, mắc nối tiếp thì bị cả sạc và pin luôn, là không hiểu. Có nghĩa là sạc được hay không nha, sạc một cục pin mà sạc hai pin là các bạn phải 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 đấu song song nha, sạc đấu song song mới sạc được, còn đấu nối tiếp không sạc được. Đấu song song á là sạc nó hơi lâu lên, thay vì mình sạc tiếng hồ đầy pin thì 2 tiếng sau thì mình sẽ 1 tiếng á mình đầy pin hư cả hai hả. Thứ hai là đúng rồi, của người ta cho có một cục sạc, tự nhiên mình lên 2 cục
mình lên hai cục là nó gồng gánh lên. Đã nãy nói rồi đó, là cục pin mình muốn sạc là cái dòng nó bao nhiêu cũng được, nhỏ bao nhiêu cũng được mà đi qua cục pin là được. Nhưng mà cái điện thế nó phải cao hơn cái mình muốn sạc. Cái gì cũng gì hết á, cái điện thế là cái sức mạnh để nó đẩy cái hạt electron xuống dưới pin á. Ví dụ ở đây là những hạt electron ở trên nè, nó phải đẩy xuống thượng nguồn tích thủy nó mới đổ xuống dưới hạ nguồn được. Đó, đổ xuống. Ở đây mà muốn đây sạc 12V thì phải 17 18V, thậm chí là tới 100V mới đổ xuống đây được. Còn cái dòng á là cái này nè. Cái này là 10A thì cái dòng nó là phải 1A, là phải 10% hoặc là 15%, rồi sạc mà sạc nhanh nữa thì mà khoảng 25% thì sạc nhanh, nhưng mà phải can, phải có bộ ngắt. Đó. Còn mình sạc là 0,2 dòng khoảng 200mA thì nó lâu. Đó, nó lâu. Mình tính toán nè, 10%. 10% của cái sạc là ok. Các bạn ha, không nói vấn đề này nữa nha. Ngon lành không? À, cần biết có độ tới đâu rồi không biết. Đây, khi nào sửa điện thoại thông báo ok, mắc lo led cho ok, trả lời rồi. Cần biết ở đó có bao nhiêu gió không, mình khuyên bạn dùng hệ mặt trời đi. Rồi bạn Autobu trả lời dùm đúng không? Điện gió làm chơi vui, thấy trên YouTube á, các bạn thấy YouTube mấy bạn làm câu vô máy lạnh, mấy cái máy mà máy giặt rồi đó, lấy ra cho nó vui thôi. Chứ thật ra nó đâu có đủ điện nhiêu đâu các bạn xài. Điện gió là phải một cái mô pin bự vậy nè. Thấy không? Rồi người ta làm kỹ thuật của nó là làm ba cái cánh quạt đó, ở ngoài mà Ninh Thuận Bình Thuận á, là nó làm ở trên đồi á. Một cái cánh quạt của nó là bằng cái nhà của mình á. Bằng cái nhà mình dài 50 mét một cánh quạt đó. Thấy không? Một cái hai cánh quạt nó khoảng 50 mét. Rồi cái cây nó cao lên á, dữ lắm. Nó làm cả nửa công đất á. Rồi nó quay vậy nè, rồi ở trong nó có những bộ truyền nhông á, rồi nó quay cái motor vừa khổng lồ vậy nè, nó mới ra điện được. Còn mình làm những cái quạt, những cái cục máy giặt rồi đó, các bạn thấy đó, nó ra điện mà nó ra rất ít, đâu có xài được. Đâu có xài được bao nhiêu. Rồi gió nữa, cái hướng gió đó mình phải làm ở dưới đó, mình phải kỹ thuật, mình coi mấy cái trang nước ngoài á, gió nó hướng nào đúng được hết á, là mình nên làm gì nè. Cái gió nó giống như con hình bát quái đó ha. Hình bát quái á, đây này để vẽ cái hình bát quái cho các bạn nè. Nè, cây dựng đứng lên rồi, cái hình này giống như quát nhiều cánh quạt á đó. Rồi bắt đầu gió nó thổi hướng nào nó cũng quay hết á. Còn bây giờ mà cái mặt trời á mà quay bằng cái cánh á là xưa lắm rồi. Cái đó mình sao vẽ được ta. Thấy không? Cái cánh nó gì nè. Rồi cái trục nó chính giữa nè. À, hình tượng không? Hình tượng được không? Thì nó sẽ quay vậy nè. Hướng nào nó cũng quay hết. Nhưng mà chỗ nào có gió nhiều á, các bạn sử dụng mua mấy cái motor của mấy cái máy giặt á. Mấy cái máy giặt mình á, motor đó, mua nó rồi bắt đầu các bạn phải biết truyền nhông, truyền cái nhông á, nhông nhỏ không lớn vô để cho khi mà nó quay vậy á, nó quay lên cái motor mình nó quay nhanh lên, nó ra điện nhiều hơn. Nhưng mà không hiệu quả. Dùng năng lượng mặt trời là phương pháp tốt nhất. Bạn ấy nói đúng đó. Năng lượng mặt trời làm nó không có chiếm diện tích nhiều.
còn cái quạt gió, cái quạt đó là chỉ làm đứng thôi, nó mới không chiếm diện tích chứ, còn là năng lượng mặt trời nó chiếm diện tích đó. Nhưng mà nó hiệu quả, nó xài được nhiều năm. Chào chăn nuôi nha, chăn nuôi Bà Rịa. À, chúc anh thật nhiều sức khỏe rồi. Ok, cảm ơn GG. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn GG. Rồi, cảm ơn. Công chức lên. Các bạn thông cảm nha, mình đọc mình máy được, trên điện thoại nó không có hiện. À, trên điện thoại là đọc không kịp. Hôm qua xem clip sửa đồng hồ cắm điện ông điện. Hôm nay mình lại sửa đồng hồ. Sửa được rồi hả? Hôm qua xem đọc ở trên mới được. Máy nước nóng nhà tắm như thế nào là an toàn anh? Máy nước nóng nhà tắm hả? Máy nước nóng nhà tắm nó dùng con sò nhiệt. À, cái con sò nhiệt đó nó một cái nắp lưng của nó, nắp lưng nó là khi nó hoạt động ở đây bên nắp lưng nó, cái lưng của con sò nó nóng. Đó. Thì nó chảy qua xuống dưới nước nó chảy qua. Đó. Nó chảy qua. Nó làm nóng lên cái đường dẫn á, nước cái đường dẫn nóng á. Giống như mà cái bình đun sôi mình á. Cái đó tôi thấy mà làm bình cái máy đó tôi thấy nó không an toàn. Nếu mà giờ mình làm không an toàn thì mình làm cái dây te đó hoặc là cái chống giật thêm. Chứ tôi thấy máy đó tôi không dám tắm. Thật sự luôn, cái máy đó tôi không dám tắm bao giờ luôn. Máy nước nóng mà Panasonic cũng hãng dữ dữ nha mà cũng không dám tắm. Cái tắm ngoài cho chắc. Chổng nó chạm chập mệt mỏi lắm. Nên mình không có chỉ cho bạn cách nào được hết. Cái đó là cái cách an toàn là các bạn gắn cái chống giật nha, và mua cái hãng xịn sò nhất. Tốt nhất mình đừng có chế cháo gì trong đó hết. Tối nay thực hành sửa bóng đèn tròn nhưng chưa được. Dạ đúng rồi Thành Nguyễn ơi, tập lum trên đó. Một ngày trả lời tin nhắn cho các bạn nhiều quá nên mình không có đủ đủ sức á. Là tối nay phải giao lưu để hỏi nè, có nhiều bạn hỏi mình dồn là bữa nay hỏi đó. Mất song song chứ nói tiếp là chết. Dạ ok, đúng là đúng rồi thực hành. Cảm ơn thầy Hường Nguyên, cảm ơn thầy. Sửa điện thoại đi chú. À, sửa điện thoại phải không? Rồi để có gì các bạn lên tác cộng đồng á, mình sẽ để là hôm nay cần sửa cái gì gì đó, các bạn mà bấm like cái nào đó thì nhiều quá thì mình quất cái đó. Sửa điện thoại thì nó điện thoại thì học những cái phần điện thoại nó cũng có 6 nguyên tắc đó ha, 6 nguyên tắc là bài trước đó. À, kiểm tra nguồn là cái nguồn điện thoại là quan trọng nhất, do mình sạc nhiều quá nó bị hư nguồn, mà nguồn nó không cung cấp cho những CPU những cái này cái kia Bluetooth. Bluetooth này kia thì nó sẽ bị hư. Anh lên xem live đi. Có bạn này bạn hỏi á. Có bạn này bạn hỏi là mình cho lên đây lên hỏi luôn cho dễ. Đúng rồi, một cánh 50 m. Nhưng mà một cái điện gió của ở ngoài đó là khoảng cỡ mấy tỷ á. Một cái điện gió nó xây là mấy tỷ không phải giỡn đâu các bạn. Người ta ước lượng là khoảng 4 tỷ á cho một cái điện gió. Chứ không phải một cái điện gió là 4 tỷ không biết nào lấy gì để lấy tiền điện lại đó. Nhưng mà nó có hiệu quả nó mới làm. Mà vừa rồi mình đi dự mấy cái buổi mà của mấy mấy người kinh doanh mà bên ngành điện điện mặt trời đó. Bây giờ là những cái dãy núi, những cái sườn núi rồi người ta gắn hết, ta thuê đất ta làm hết, ở dưới ta trồng trọt chăn nuôi rau cải rồi đó, ok. Ở khu nào bây giờ ta cũng làm hết á. Rồi bây giờ ở biển là người ta che rạp ra, người ta làm năng lượng mặt trời luôn. Lấn biển luôn.
ở dưới người ta nuôi sò nuôi nghêu rồi ở dưới không hiệu quả lắm. Mình cũng đang có một người bạn đó là chuyên về ngành năng lượng mặt trời nè, các bạn có thể liên hệ công ty Vũ Phong. Công ty Vũ Phong là công ty chuyên làm năng lượng mặt trời đó, mình có hai người bạn đó là tên Hiển với Phong đó. Mà bây giờ các bạn không gọi các bạn nó được đâu, các bạn nó bây giờ là lãnh đạo cao cấp rồi, để cho nhân viên làm không là các bạn sử dụng cái sản phẩm của Vũ Phong á. Hôm qua xem clip là hai vi xem clip sửa đồng hồ của anh cắm rộn điện, hôm nay mình làm theo đã sửa được rồi, cảm ơn bạn nhiều. Cảm ơn bạn nha. Cái bạn hai vi này nè đã xem cái clip mà sửa đồng hồ của Âu Long đó, sửa đồng hồ đo đó, là Âu Long là cắm điện cái đồng hồ đo này nè, có video cắm điện đồng hồ đo quê, bỏ cái thang một ôm nè vô trong cái điện nó nổ, nó bốc rồi mình sửa luôn, mình sửa bằng một cái mỏ hàn thôi là mình sửa được, mình thay thế rồi này kia nọ, nó không có thay thế nhiều đó, nên bạn nó bữa nay cảm ơn. Dạ nãy bạn điện tôi đúng phải không, nãy bạn mới liên lạc với mình đúng không? Bình Võ Thanh, Bình Võ Thông chứ, anh là nhìn khỏe ok, cảm ơn em nhiều. Muốn hạ won từ 22 xuống 110 mà vẫn giữ nguyên dòng bằng mạch được không anh? Hạ xuống á, từ 220 xuống 110 á. Các bạn biết tại sao mà cái đường điện người ta đi á, người ta đi 380 không? Đi 380 từ nhà máy ra 380. Tại vì khi mà điện thế cao á, thấy không? Điện thế cao nó truyền là cái sức mạnh mà nãy mình nói là điện thế, là cái sức mạnh mà nó đẩy đẩy cái hạt ở trong nhanh, nhanh nhanh nhanh, nhanh lên. Không? Đi 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 múc kia đi. Đi tới nơi vậy á, thì nó truyền rất là nhanh. Thì nó không hao. Còn mà chạy chậm 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 thì nó mệt mỏi giống như bóp giác. Cái anh bóc giác qua bên này mà đi chậm 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 mà nó vùi nó sụm xuống luôn, đúng không? Thì điện đi vậy đó, nó chậm á, thì nó nóng, nó tản nhiệt ở trên cái dây dẫn đó, nó sẽ bị hao tổn trên dây dẫn thì nó bị thất thoát, nên người ta đưa cái điện cao lên. Điện thế là những anh mạnh nhất, anh hùng mà đẩy ở trong đi ra chỗ khác, đi những cái hạt ở trong đi thẳng qua là cái dòng đó, rồi tới những cái chỗ nhà dân mình á, những cái thành phố đó, nó hạ xuống bằng cái biến áp bự bự như vậy. Các bạn thấy mình trụ điện đó, có những cái biến áp bự 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 vậy, nó hạ xuống, nó hạ xuống 110 hoặc là 220, ở nước ngoài là 110 nhưng mà ở đây là 220. Việt Nam mình ở đây Bắc Mỹ xài 110 không à, Mỹ xài 100, Nhật xài 110 đó, Nga thì xài 110 đó, thì các bạn thấy thì đó là nó chống dòng hao tổn đó. Nên cái câu hỏi của bạn đó là từ 220 mình chuyển xuống 110 giữ nguyên dòng thì ok, bạn muốn chuyển bạn muốn giữ nhiêu giữ. Một câu hỏi bạn hơi chung chung là cái nghĩa là bạn có một cục này bạn muốn chuyển xuống cái này mà nó không giữ nguyên dòng, hay là bạn lấy điện ở ngoài xã hội, điện bao la của điện thế nhà nước đó, nó bao la lắm, điện thế nhà nước là bao la đến nỗi bạn xài hoài không hết luôn đó. Người ta cộng thêm nhà dân mình những cái hệ thống năng lượng mặt trời độc lập này, hệ thống gió ở ngoài, nó cộng vô tao gọi là hòa lưới với nhau, rồi bạn xài không đời nào hết, mà thậm chí tao bán ở nước ngoài nữa. Hồi nào bạn bạn tính lo cái chuyện này, còn cái hạ này thì bạn cứ tự suy nghĩ nha. Bạn hỏi cái câu hỏi này nó hơi chung chung quá, là Duy Lạc Nguyễn nha. Thái Minh có em có một mạch điện tăng áp hai biến trở, một chỉnh vôn một chỉnh ampe, mà làm sao để biết mạch đó đang ở dòng bao nhiêu vậy anh? Bây giờ bạn biết mà cái mạch đó mà cái dòng ở bao nhiêu thì bạn coi cái nguồn cấp nó là bao nhiêu, cái nguồn cấp đó nó thấy không, cái mạch bị chỉnh này nè, cái mạch nguồn cấp, ví dụ cái cục biến áp nó qua cái mạch của bạn, bạn điều khiển cho motor hay là cái gì đó, hay là ở trên 220 bạn lấy xuống rồi bạn chỉnh vô cái mạch của bạn, thấy không? Thì bạn phải phân biệt được cái nguồn cấp của bạn là bao nhiêu thì bạn đón được cái dòng áp là bao nhiêu, đó là cái đón. Cái thứ hai nữa, để cắm sạc hết hết pin hết pin.
là bạn dùng đồng hồ đo. Bạn dùng một cái tải nha, bạn dùng một cái tải. Rồi bạn đo. Bạn để cái thang đo á, đo ampe nè. Nè, đo ampe nè, đo mili, đo cái ampe này nè. Thì bạn đo nói tiếp với cái tải thì bạn thấy kim hiện lên, bạn đọc số này là bao nhiêu ampe. Vậy đi. Rồi bạn đốt cái đống đèn mà nắm nó lu quá đó, nó không đủ ampe đó, bạn dặn ampe lên. Thì bạn coi nó qua cái đồng hồ mình đo ampe thì dù gì cũng phải có cái ampe kế. Bạn mua cái này thì bạn mới biết. Còn bạn không biết thì bạn đoán được cái nguồn cấp của bạn bao nhiêu ampe nha. Chứ làm sao mà biết được, mình nhìn nó đâu biết được nha. Mình nhìn mình không có thể biết được dòng bao nhiêu ampe, mình chỉ đoán thôi. Đoán thứ nhất là cái nguồn cấp cho mình cho cái bo đó đó là bao nhiêu ampe. Nếu mà bây giờ cái bóng cái tải của mình bao nhiêu ampe mình nó chạy không được thì mình cũng đoán nó bao nhiêu ampe nha. Chỉ vậy thôi. Dùng mạch được nha. Dùng con kia được điều khiển con. Otaku Việt Nam dùng mạch được nha. Dùng con kia điều khiển được con. Chào chú Đoàn Trương Hữu lớp 41. Chào chú. An toàn nhất là trước khi cắm mở điện lên vào nhà tắm, nhắc là an toàn. Dạ, trong nhà tắm nha. Dùng đồng hồ đo ampe. Đúng rồi, dùng đồng hồ ampe giống gì đó. Có tín hiệu xanh vô không? Có tivi hiệu xanh vô không lên màn hình ảnh sẽ được không anh? Tivi xanh vô mà cái đời nào? Nó là đời tivi mỏng đúng không? Không lên hình ảnh. Không lên hình ảnh là coi như cái màn hình nó bị đa rồi. Từ cái bộ nè, trong cái tivi á, cái tivi á nó gồm có trong tivi đời mới bây giờ nó gồm có khối nguồn nè. Cái khối nguồn. Rồi cái khối nguồn đó cấp cho cái khối CPU là cái khối vi xử lý á, trung tâm vi xử lý là hai khối. Nha. Để gì cho các bạn thấy nè. Đây cái tivi. Đó, đây nè ha. Cái tivi mình có thứ nhất khối nguồn nè. Điện 22 vô khối nguồn nè. Ở đây nó có nguồn vô ra nè. Ví dụ như là đường ra cao tầng nè. Ra cao tầng để đốt cái bóng đèn đó. Thấy không? Đốt mấy bóng đèn LED đó. Rồi. Cái đường vô CPU nè. Đường này 5V nè. Đường này 12V nè. Đường này ví dụ như là 7,5V nè. Ví dụ như ha. Vô CPU. Rồi nó có CPU để xử lý lên những cái tín hiệu lên trên cái màn hình mình nè. Lên màn hình mình. Thì cái dây cáp của màn hình á, trên cái thanh gỗ á, trên cái thanh gỗ á, nói với cái dây màn hình mình á, là cái đường dây á nó bị chập ở trong cái màn hình mình. Thứ nhất là nó bị chập đây, rồi CPU nó cũng bị hư, nó cũng không lên hình. Rồi cái đường dây mà từ cái thanh gỗ lên nè, lên cái màn hình mình nè, trong cái màn hình mình cũng bị chập nữa. Trong đặc biệt trong cái màn hình mình của tivi á, nó có những cái mạch điện ở trong đó, nó cũng bị chập ở trong đó luôn. Và nên có những cái tivi á, người ta cắt cái đường này luôn. Ví dụ như tivi mình á, màn hình nó có hai phần. Tivi mình á là màn hình có hai phần, người ta nó bị chạm một phần, người ta cắt bỏ một phần này, rồi nó sáng lại hai phần lại luôn, ta mượn đỡ xài. Đó là người ta cắt á. Thì mình sẽ có một cái video mình đang quay gần xong rồi, là mình cắt cái tivi Sony á. Cắt mấy cái đường tín hiệu của nó, mấy cái đường nguồn của nó lên á để nó bị chập á. Nhưng mà cái cách này á là các bạn đến với một cái kênh. Giới thiệu cho các bạn cái kênh là cái em này tên gì nè, Xuân gì, để coi. Em đăng ký kênh này nè, chuyên về sửa tivi. Cũng em của anh luôn á. Xuân. Để tìm cho các bạn coi cái kênh đó nha, tivi nha. Các bạn khỏi phải hỏi ví dụ tivi, tại mình đưa cho các bạn những cái em mà bên tivi xịn sò luôn. Xuân Cường tivi nha các bạn. Các bạn lên kênh Xuân Cường tivi thì các bạn sẽ thấy được anh Xuân Cường chuyên sửa tivi, mà anh ở thành phố Hồ Chí Minh á, sửa đọc chi lắm á.
các bạn kiếm anh Sinh Cường TV nha. Mình không biết đo dòng ga thì bữa nào chỉ cho đo dòng ga, trời nãy chỉ rồi đó bạn, dòng ga mình nói tiếp với cái tải. Bây giờ cái điện mình nè, cái ampe nè, mua cái đồng hồ, rồi cái này đấu vô tải nè, ví dụ cái bóng đèn, ví dụ bóng đèn mình đúng không, có một dây á, dây mát rồi các bạn cắm vô dây mát, còn một cái dây lửa các bạn cắm vô đây, rồi cái bóng này nè cắm vô trong cái chỗ mạch nguồn các bạn đó, thì nó lên kim bao nhiêu vậy thôi. Ở ngoài nó có hai đường ở bộ hình đó. Rồi cảm ơn Trịnh Đạt nha, anh cho em số điện thoại 0988824091 để mình để ra luôn nha anh, 0888824091. Chào Lê Quân Bảo. Rồi ok, hôm bây giờ tối quá rồi. Mình vô mình coi cái bo nguồn nha. Để các bạn mà gặp những cái va chạm những cái bo nguồn này á, mình biết cách để mình xử lý. Dạ, chào Ngọc. Chào Ngọc Lê TV. Rồi. Gì rõ hơn không hay là sáng hơn ta? Nè mấy cái bộ nguồn này là bây giờ người ta hay sử dụng lắm nè. Không? À, những cái bộ nguồn này là những cái bộ nguồn như 12V, 5V đó. Đây 12V này 400A nè. Ủa 400W nè. Bây giờ quay xuống đây mà không thấy các bạn nữa nha. Thấy các bạn luôn á, để cái máy tính xuống cái đã dễ thấy rồi. Ok, rồi bây giờ mình tháo cái nguồn này ra nha các bạn. Giờ mình tháo ra thì nó giống như gì nè, tháo cái cách tháo thì chắc anh em nào cũng biết ha, tháo lúc này nè cũng dễ tháo lắm. Bây giờ lỡ rồi thôi mình tháo này luôn đi cho dễ, nhanh mà. Trước tiên mình tháo hai cái nút này nè. Tháo cái này ra luôn. Cái bô nguồn bây giờ thiết kế dễ tháo quá. Rồi chỉ tháo này ra thôi. Cái này rút cái này ra. Đó, bô nguồn nằm trong đó. Bô nguồn này nó bị hư rồi nè. Bây giờ mình trước tiên mình
tháo hai con ốc này ra nè. Tháo con ốc này nữa nè. Chơi quá hả? Rồi mấy con ốc này ha, giờ chỉ có việc là tháo con này nữa là xong rồi nè. Rồi mấy con ốc mình sửa chữa, bà con nhớ nhớ mà lấy mấy ốc này để cho nó cẩn thận nha, để nó chạm những ốc cái là cái này chỉ đẩy ra thôi nè. Đó dạ 400W, 400W chú Diệu, chú Hùng Diệu 400W. Rồi vậy thấy không, thấy chưa, gì hay là gì. Đó. Thì cái ngõ này nãy quên tháo vô cái tháo ra. Đó cái cách tháo đó là rất là dễ hết các bạn ha. Rồi cái này cũng giống như cái này, tại vì cái này mình chùi rồi. Còn cái này mình chưa chùi thì mình gắn lại đi. Gắn vô trở lại này nó rất là dễ. Nên mình bà con nào mà tháo ra mà nhiều khi nó sợ nó ráp vô không được, nó dễ lắm nè, ráp vô nè, đẩy vô thôi đó, dễ ha. Rồi bây giờ nè, trước tiên á mà những kỹ sư mà sửa mò ha, thì trước tiên á là cái nguồn này nó hư, không biết sao nó hư. Bây giờ mình cắm điện lên coi nó hư cái gì nha, rồi bắt đầu mình kiểm tra cái đầu tiên. Thì cũng giống như những bài học Mộ Long chia sẻ thôi, y như xì thôi, mình lấy ra mình áp dụng hết. Bây giờ mình câu điện vô nè, câu điện vô. Nhưng mà mình phải dùng cái này nha, mình phải dùng cái này nha, cái này là nãy mình chế rồi đó, mình phải dùng cái đó. Vậy nếu không là nó có chạm á, nhiều khi á cái bo nguồn này nè, mấy cái cọc này nè là điện 220 vô nè. Giờ mình lấy cái nắp mình đậy ra cho, đó cái này nè là điện 220 vô chứ LN nè. Bà con thấy chữ LN này á là L á, là mình đừng có đọc là lạnh nha, mà nó là lửa nha. Còn cái nào này á, để cho dễ nhớ là nước nha. À, thấy không bà con, chữ L là lửa, N là nước, thấy không, lay nốt cà tót gì đó các bạn lên tiếng Anh mà sạch nha, giờ không có giảng cái này nữa. Lửa và nguội, lửa và nguội, lửa và nguội. Là dây này là dây thử điện lên, dứt thử điện thử lên, dứt thử điện thử lên, vậy đó.
Còn hai cái đường, cái đường này đó là đường mát. Mát này là nó dính với cái sườn này nè. Khi mà cái mát này á nó chạm dưới này mà mình chạm vô này thì vẫn giật nha. Bởi vì khi mà đấu cái nguồn này phải có cái sợi dây đi xuống đất. Nhưng mà ít phần ở Việt Nam mình ai mà đấu cái sợi dây này xuống đất lắm. Bởi vì khi mà cái vỏ này nè, cái mát này nè nó chạm vô vỏ nó cũng giật chết người luôn nha. Thì mỗi một năm vậy là có rất là nhiều cái vụ mà như thế này. Rồi bây giờ mình đấu điện vô 220 vô đây. Mà trước khi đấu á, mình kỹ sư sửa mò thì mình trước khi đấu mình dùng cái đồng hồ đo này nè. Mình để chế độ nè. 1 kg. 1 kg nha các bạn. Mình đo cái điện 220, cái chấu điện 22 này nè, vô coi nó có lên kim hay không. À, thấy không? 1 kg lên. Nó lên kim nè, nhưng mà mình đảo lại có nó lên không? Mình thấy nó lên nè nha các bạn. Nhưng mà một ôm thì có lên không? Ở trong đây nhiều khi nó có những cái mặt tụ lọc. Không lên. Nếu mà nó chạm như vậy á, là nó đã chạm thì mình không thẳng hả cắm nó. Mình không có cẩn cắm điện vô, là nó bị sự nổ á, nó nổ. Và tiếp tục á là mình kiểm tra. Mình rút nó ra ngoài. Nguồn này đã chết rồi, nhưng mà tại vì muốn thử cho các bạn xem cái nguồn chết hay nguồn sống đã nha. Để thử cái nha. Để em thôi lấy cái nguồn. Cái băng nó đèn đèn lại nó sợ nó giật mình. Để cái làm cái chui này cho chắc ăn nha các bạn. Hồi chiều làm không có kịp. Hồi chiều tính là chuẩn bị hết rồi, ngon lành hết đó. Cái có bạn là hỏi mình không trả lời cũng không được, tại vì các bạn đang cần thiết quá. Bạn đang sửa cái gì đó. Không kịp là không kịp. Hai cái ổ điện nha. Làm ổ điện ghim vô. Đáng ra đồ nghề sửa là các bạn phải mình phải sửa luôn á các bạn. Ủa mình cũng phải làm hết luôn á. Rồi các bạn cắm này vô cái đã. Có cái chui này mới đã, mới nó mới an toàn mình được. Để em hỏi các bạn nghe một cái á. Ở bên kia cô chú nghe một cái á, đâu có cứu được ô long. Các bạn nào mà buồn ngủ thì đi ngủ trước để mai coi lại cũng được. Mai cái mình làm vô cái phân đoạn á. Các cô chú mà thấy cái phân đoạn nha, cái phân đoạn trong cái bình luận á, hoặc là trong cái nội dung nó có phân đoạn mà ô phúc á, tới cái đoạn nào á là ô long sẽ để đó. Để đó cho các bạn xem. Để bấm vô cái là nó ra, ví dụ như đang sửa nguồn, bấm vô sửa nguồn là nó đi thẳng tới sửa nguồn luôn nha các bạn. Khỏi phải coi hết video, nó mệt. Rồi đó. Câu vô. Đấy ra là cái này mình biết nó bị hư rồi thì mình không có làm công đoạn này, nhưng mà mình thử lại luôn cho các bạn thấy là nó hư luôn. Rồi để nó đừng có sụp sịch,
không, để khi nó sụt xịt ra tới đây không, nó chạm chập được một câu lắm. Mà cũng không sao, ở đây là cái gỗ mà. Rồi bây giờ mình cắm điện nha các bạn. Cái sắc nguồn này hư rồi mà sao mình gỡ ra cái nó lại sống ta. Hên vậy. Để coi nó bị cái gì. Cục nguồn này của khách đưa nha các bạn. À bây giờ mình thử tải coi, nhiều khi nó lên mà tải nó không vô nha. À. Cái điện này sáng nè các bạn thấy không? Sáng đó. Thường á là cái cục nguồn nó có một biến trở chỗ này. Cái biến trở này á là chỉnh cái đường hồi tiếp về. Đó, là thường thường á là nó đi chung với cái con này nè. Cái con này là cái con optical. Cái con này ở trong đây nó có một cái con nhận ánh sáng đó, là điện áp nó quay về đó. Có nghĩa là nó biến ra điện cho mình rồi về đây rồi, nhưng mà nó sẽ có một cái dòng nó đi. Nếu mà điện ở đây nó cao á, nó sẽ ở về đây. Và nó sẽ bắn ánh sáng qua hai chân này. Nó là một cái con optical, là một cái con quang học á, nó sẽ bắn ánh sáng và nó để lại, nó so pha lại. Nói chung là cái con này là rất là hay hư hỏng nha, hay hư hỏng lắm. Bây giờ là mình đo cái tải ra coi nó có tải hay không, nhiều khi nó bị sụt tải. Để chút xíu mình lấy một cái cục nguồn khác nữa để cho nó bệnh khác. Đây. Coi cái nó ra tải không. Cái vừa ngồi vừa quay thì nó thao tác nó chậm quá. Bởi vì làm một cái video mà để xem á, nó công phu lắm. Rồi cái nguồn này có tải tốt các bạn, mà sao mà tự nhiên khách hàng đưa cho mình không biết. Vậy là cái nguồn này còn tốt các bạn ơi. Cái nguồn này còn tốt do quá trình chắc để tới để lui á, có thể là lộn. Mình tháo quang nó ra, mình tháo nó quang là mình lấy cục nguồn khác nha các bạn. Để mình đi lấy cục nguồn khác. Đây mình mới lấy cục nguồn này khác nè. Trời. Nó có cái em thằng đây nè. À đây là do cái con thằng lằn này nó làm cháy nè các bạn ơi. Thấy không? Nó chui vô đây nè. Cái đường rãnh này nó dễ chui lắm nha. Thằng lằn nó dễ chui lắm. Rảnh này đừng hàng vậy chứ. Rồi bây giờ mình là sửa cái này đi. Mà cái này là nó 5V. Cái mạch nguồn này 5V. Đó, mà các bạn thấy y như là 12V không? Y xì luôn.
ngồi nghe thầy giảng uống cà phê mệt chi. Dạ chào chú Lê Bình. Rồi cái nè các bạn thấy nè, giữa cái mạch này là mạch này 5V và cái mạch này 12V, nó y xì nhau luôn, các bạn thấy không, kết cấu nó y xì, nó chỉ thay đổi cái tí xíu à, nhưng mà kết cấu nó y xì á, bởi vì cái mạch nguồn nó là mình nói Âu Long nói với các bạn là nó giống nhau hết, nó chỉ thay đổi có một tí xíu thôi, thì cái cụm nào nó hay hư thì mình chỉ sửa cái cụm đó thôi. Nhưng mà bây giờ mình thấy trên đây là hai con này nó bự nè, hai con này nó bự, hai con này nó nhỏ nè, là mình biết nó là cái nguồn 5V, để 5V nó chịu 5V á, nguồn điện thế nó thấp thì dòng nó cao lắm, nên nó đòi hỏi cái con này phải chịu đựng mạnh, nó mới phải làm cái con bự. Con này là chẳng qua là cái con diode thôi nha các bạn, con này là con diode nè, con diode nắng dòng á, mình nhìn nó giống con tăng hitor ha, cô chú thấy không, giống như con tăng hitor không đây, nhưng mà nó là con diode nha, đó con này là con diode đó. Bây giờ để mình nhận biết cái linh kiện ở trên đây á, thì các bạn thấy được là những cái con linh kiện này, đi lấy cục nguồn luôn. Đây 5V bây giờ hết linh kiện rồi các bạn, chưa có đi mua được đồ. Nó có luôn. Có 5V thôi mà ta. Còn là 5V không ạ? Mấy cục này là hư hết nha các bạn. Bà con biết là cục này hư hết rồi đó. Đang sửa chữa nó thôi. Đang đợi sửa chữa nó. Nó đang thiếu linh kiện, thiếu con dao động. Chỗ con này ta. Con này thì nó khác mạch với thằng kia. Sợ nó không có linh kiện thay. Cái này người ta gửi con loại à. Con loại à các bạn. Cái đó là mình sửa cho khách á. Như theo các bạn là có bây giờ mình có tháo con này ra để mình coi mình sửa không, hay là mình kiếm cái con 5V mình sửa các bạn. Mình sửa cái con cháy này đi ha. Với giờ con này á, cái con này thật sự luôn là cái bộ nguồn này nó đời
nó cũng đời trước hơn đời này, nó thiết kế nó cũng cũng khó tháo. Nói chung là mình tháo này cũng dễ, cũng cũng ra cũng được, nhưng mà sợ nó lâu. Cơ bản thì cái nguồn nào nó cũng giống nhau hết, cũng nó cũng có, nó cũng có cái cuộn dây với con dao động là xong rồi, tại nó làm thấy hầm hà vậy đó. À, cuộn này khác nữa nè. Nào, giờ nhìn đi xong rồi cái mình sẽ làm bên kia đi. Cái cuộn dây này nè, là với cuộn dây này là giống nhau. À, các chú mà, các cô chú mà sửa mò á, thì biết là cái cuộn này nè, là để nó biến điện. Nào, nó một bên này là cuộn bên là sơ cấp, cuộn bên đây kia là sơ cấp, thì sơ cấp á, là từ hai điện 220, nó qua cái cầu nắng, nè, vô bộ lọc cao tầng. Đó, nó vô cuộn dây rồi xong á, là cái này, những cái này á, là ví dụ như mà cục nguồn bị sét đánh á, là mấy cái cục này nó bị hư hết rồi nha, nó chạm hết đó, là nó lọc nhiễu cao tầng xong rồi bắt đầu nó qua cái cục này nè, là cái cục này là cái cục, à, cái cục này là cái con này, cái con vuông vuông nè, trên đây nè, là cái con này là cái con diode để nắng cái cầu nốt á, để nắng điện 220 ra, à, DC ra trở thành 315V ở đây, ở tại cái tụ này á, cái tụ này là để lọc nguồn, à, lọc cao là lọc đường nguồn điện thế cao áp ở đây là 315V, đo cái chỗ điểm của cái tụ này 315V. Đây, bây giờ mình đo chỗ này là 315V nha. Đó, ở đây hai cái tụ này nó lọc song song với nhau. Thì bây giờ á, khi mà mình cắm vô á, các cô chú mà cắm vô mà nó nổ cầu chì hoài à, là nó nổ cái con này nè, nó đứt hoài nè. À, cái con này là cái con này là cái giống như cái con cầu chì vậy đó nha các bạn. Nghe cô chú. Con này nè, con đen đen nè, chứ không phải cầu chì luôn luôn nào nó cũng màu trắng hết, không phải vậy. Mà nó có như là cầu chì vậy đó. Đó. Rồi. Thường á trong cái bo á, những con này đã là cái con RT. Người ta thiết kế á, khi mà bật nguồn lên á, thì cái con này á, nó có giống như con điện trở vậy đó, nhưng mà nó là điện trở cầu chì. Khi mà ở trong đây nó hoạt động rồi á, thì con điện trở này nó mới bằng không, còn nếu không á là nó cản lại bớt, là nó đề ba mạnh quá, thì cái nguồn mình á nó dễ bị chết cái con này đó, nên cái con này nó cũng là một cái bảo vệ nữa. Nên khi mà mình đo nguồn mà nó không vô á, mình đo cái con này nè, mình dỡ cái mặt lên nè, từ trên này nè mình dỡ lên, mình nhìn nè, đó, dò mạch đó mình dỡ lên, mình thấy nó, mình đo nó từ bên đây mà nó không lên á, là nó chết. Bây giờ cái bo này nè, là cái bo nó cháy nổ vô con thằng làng hồi nãy nè, bây giờ mình đo nó nha. Rồi. Mình để thang rô ôm đó. Mình đo nè. Cái này là điện vào nha mấy chú. Điện vào nè. Hai cháu điện vào nè. Bây giờ mình đo nó coi nó có chạm không nè. Nó không lên, nó không chạm. Thấy không? Là có thể là nó bị cháy đen hết trơn mà nó không chạm, có nghĩa là bây giờ là mình kiểm tra vô lần vô trong. Thì ở đây nè, đây là chung nè, lên kim. Còn ở đây á, nó qua đây á, là một chân á, là nó qua cái điện trở cầu chì nãy mình đang nói đó. Mình đo nó nè, nó không lên nha cô chú. Đó, nó không lên nè, mà chú thấy không, nó không lên nè, do nó chạm chập rồi nên nó đứt cái cầu chì này luôn. Rồi bây giờ á, mình sửa mò nhưng mà mình cũng phải phân tích tí, không phải mình thay cầu chì này vô là nó chạy đâu nha cô chú.
không phải là chị chạy chạy luôn xuống nha. Chào Nguyễn Văn Hùng. Không phải là mình thay cái này vô là chạy đâu, mình phải kiểm tra ở sau nữa. Đây nó cháy đen hết nè, con thằng lằn này nó bò vô á. Rồi tiếp tục á, mình đo cái cầu diode từ đây nó vô cái cầu chì rồi, mà nó đứt cái cầu chì, nhưng mà mình ghi nhận, nhưng mà mình đo cái cầu diode coi nó sống hay không. Thì cái con linh kiện á, hôm bữa là có hướng dẫn cho mấy chú á, là đo con diode. Thì con diode á, con diode đơn á, thì các bạn cô chú đo được có chỉ rồi, nhưng mà con đối với con diode đó là con diode này nè, đó nè, mấy chú thấy không, con diode này á là nó có cái hình vuông nè, rồi bốn cái chân xuống đây nè, nhìn mình nghiêng á chú ơi, mấy chú phải nhìn nè, nhìn cái này cái nghiêng xuống vậy nè, thì thấy bốn cái chân đây, mà thấy trên cái này á, nó có một cái góc nhỏ đây nè, có nghĩa là cái chân đó là cái chân cộng nha nha mấy chú, chân nào mà nó có cái góc này là chân cộng nè, nè không tin mình lật lên mình thấy nè, đó chân cộng rõ ràng luôn, cộng rồi bên đây là trừ, và bên đây là soi chiều đi vô, hai cái chân giữa là soi chiều đi vô, sửa là mình phải biết mấy cái linh kiện này nha mấy chú. Rồi rồi bây giờ để đo nó thì hướng dẫn cho mấy chú là đo cái này trước, đo ở ngoài trước để mình biết cái con sống nó lại vậy, rồi mình mới đo được cái con chết. Bây giờ nè, ở đây cái góc nãy mình nói rồi đó là cộng nè, trừ chính giữa là AC, hai cái chính giữa là AC. AC là điện 220 vào đó. Còn cái cộng cái trừ thì ở trong mạch á sẽ đo sau, nhưng mình đo ở ngoài trước. Đó, đo ngoài trước. Rồi bây giờ nè, đầu tiên á là mấy chú phải nắm cái sơ đồ nó, rồi bắt đầu đo nó mới dễ hơn. Lấy cái sơ đồ ra cái đã. Đây cái sơ đồ nó nè mấy chú ha. Đó. Hai cái chân của con diode ở ngoài á, đây là cái con hình vuông nè, giống như đi. Thì cái chân này là cái chân trừ nè, cái chân này là chân cộng nè. Hai chân này là y hai AC vô. AC vô. Rồi. Mấy chú mới đo vài lần đo nha. Đầu tiên á, là mình đo cái chân AC này, hai cái chân AC này nè. Chắc chắn là nó sẽ không lên. Tại vì diode nó sẽ không cho dòng điện đi ngược chiều lại. Ở đây nó đi qua đây, cái đi xuống đây không được. À, đo không được. Thì mình đo đây mà, đây với đây. Đó. Nè, của chú là đo nè, đo đây. À, AC đó. Đo không được, tại vì điện á, nó chạy qua đây rồi, nó đây nó đâu có cho dòng điện qua đây được. Rồi đâu chạy xuống đây được. Đó, rồi nếu đảo kim lại. Đảo kim lại thì ở đây nó chạy xuống không được. Nó chạy lên tới đây thôi, nó chạy qua đây cũng không được. Vậy là hai lần đo qua lại của chân AC đều không lên. Nếu mà nó lên là con này sai, con này đã bị chết, bị rỉ. Mà nếu biết rỉ không thì cô chú, mấy chú phải để là than nhân 1. Bây giờ nè, than nhân 1 ký. Đây, AC đây, hai cái chân AC nãy đây nè. Bây giờ mình đo hai lần đo coi nó lên không. Không lên. Đảo lại nè, mình có thể đảo trên cũng được, mà có thể đảo cái con này cũng được. Không lên. Rồi. Mình tiếp tục mình học tiếp. Rồi mình đo cái cộng với cái trừ này nè. Cái cộng với cái trừ, mình đo hai lần đo, đo qua và đo lại. Thì á, một lần đo á là cái này nè, cái que cộng này là dương nè, nó chạy lên đây, cái nó chạy qua đây thì nó lên kim. Đó, đây qua đây thì lên kim là một chiều nè. Ở đây lên đây, đây một chiều nè, lên kim nè. Nhưng mình đảo lại, cực âm cực dương đảo lại, thì ở đây nè,
nó không thể nào chạy qua đây được. Tại vì điện dưới điện này, điện âm, âm của pin thì nó sẽ không chạy qua đây được. Cô chú hiểu này không? Trong cái đồng hồ mình á là mình mượn thằng này là cực dương. Thằng này là cực âm, nó ngược lại nha. Nên bây giờ mình đo. Mình đo đây. Thì âm nè, ủa dương nè, dương nó chạy qua đây nè, phải chạy lên đây nè thì nó lên kim. Còn mình ngược lại, chạy đây nè, chạy lên đây thì không được. Tại vì âm nó không chạy lên đây được. Còn đao dương thì để chạy lên đây, chạy lên đây được. Rồi, tiếp tục con diode. Con diode này ha. Giờ mình đo cái âm, cái dương này dưới âm. Rồi mình đo nè, đo vô. Lên kim một mất tiêu che rồi. Rồi lên kim. Lên kim nha. Rồi lên kim. Một cái nữa. Đó là cái lên này. Không lên kim. Bạn thấy không? Không lên kim. Cô chú thấy không? Một cái là lên kim. Lên kim. Đó lên kim. Một cái là đảo lên nè. Không lên kim. Ngoài ra những cái biện pháp mà nãy giờ mình đo là đều hư con này hết. Để chế độ 1 kg. 1 kg nha. Hoặc là 10 kg cũng được đó. Nhiều khi nó con này nó đánh thủng luôn. Nó bị rỉ. Mà nó con này nó bị rỉ á, cô chú anh chị cắm vô là đứt cầu chì à. Đứt cầu chì luôn, đứt cầu chì miết à. Rồi bây giờ mình đo xuống bo. Thì đo dưới bo nó có hai cách đo, một là đo nguội. Đo nguội có nghĩa là mình để trong này mình đo, hoặc là mình lấy nó ra, mình hút nó ra mình đo, rồi là đo nguội. Mình đo nóng là mình cắm điện vô rồi mình đo. Cắm điện vô thì mình đo á là mình phải gắn cái cầu chì đó lại. Nhưng mà mình đo nguội là cho chắc cú. Trước khi muốn sửa máy một cái máy mò thì mình phải đo nguội hết. Những linh kiện trong đây nó phải đảm bảo là mình nghi ngờ nó không có chết thì mình hãy cắm điện vô. Rồi, đo nguội dưới này. Đó. Bây giờ điện vô nè. Cái con này nè. Giờ mình đo nè. Bốn cái chấu này nè, bốn cái chấu này là tượng trưng cho cộng, trừ và hai chấu AC. Rồi giờ đo nha. Cái live stream này trực tiếp thì nó hơi mệt. Còn khi mà quay video thì mình tới công đoạn đó mình chỉ nói thôi, mình quay hết rồi mình nói cái xong rồi. Rồi đây. AC một lần lên, không lên kim. Mà đo nó lên kim mút mút luôn rồi nè, thấy không? Rồi, trở ngược lại, lên kim luôn. Nhưng mà cũng chưa xác định được. Tại vì ở đây nó còn những cái tụ nó đi vòng vòng đây nè. Có thể là nó bị nạp xả như thế nào đó. Chưa có ấy, chưa có chính xác. Nếu muốn đo con diode này thì mình phải đo nhiều cái biện pháp. Rồi, thứ nhất là mình đo cái cộng trừ này coi sao nè. Không lên nè. Không lên nè. Một chiều lên, một chiều không lên. Thằng này cũng không lên luôn. Không lên luôn. Lên. Lên luôn. Lên rồi hạ xuống do cái tụ này. Mình phải xả cái tụ này ra. Mình xả cái tụ này ra. Cho hết điện. Rồi hết lên rồi. Hết lên nè các bạn ha. Này lên nè. Mà cái này hết lên rồi nè. Cái này là do nó nạp tụ thôi nha mấy chú. Thì cái phương pháp đo này á là chẳng qua là đo cho mấy chú biết là ở trong bo mạch mình đo là mình chỉ phỏng đoán theo kinh nghiệm của mình thôi. Chứ còn ngoài ra không bao giờ chính xác được. Cái con này không bao giờ chính xác được. Tại vì nó còn qua tụ, qua tụ, qua điện trở, qua đủ thứ hết. Nó tụ qua điện trở qua đủ hết. Tăng lên lượng micro cho cô chú nghe cho rõ.
Dạ con nghe được không dạ? Hết nghe được rồi hả? Dạ nghe được chưa ạ? Nhiều khi á là cái khối nguồn này nè, ở trước này nè nó bị hư thôi, mình sửa tới đây là mình thấy hết chạm rồi, thấy không? Rồi xong đó mình chỉ đo được cái công suất này thôi. Nếu công suất này không chết, nếu con hai công suất này không chết thì mình cắm điện nha. Mình kiểm tra con này nó không chết, kiểm tra mấy cái tụ dập xung, mấy cái tụ lọc ở đây nè, lọc cao tầng đây nè, nó không chết nữa thì mình kiểm tra con này mà nó không chết nữa thì mình cắm điện luôn, là có khả năng là tới 80% là sống nha. Cái bo này là 80% sống. Rồi sau đó mình mới kiểm tra tiếp nữa. Còn hai con này mà nó chết rồi á thì bắt đầu mình phải xử lý. Trước tiên mình muốn sửa máy, mình phải coi hai con này mua có hay không nữa nè. Hoặc là con dao động này mình mua có hay không, mình hãy sửa tiếp. Tại bây giờ một lô hàng máy đang chờ con này nè. Thường á các bạn mà xài mà quá tải á, có nghĩa là tải mình ra quá tải á, mình xài á 400W mà mình xài tới 500W thì nó hư. Mà thường á mà quá tải nó hư á là nó hư con dao động này luôn, nó hư con dao động này luôn, là do vấn đề những cái mạch đây nè, những cái tụ này nè đó, là nó bị chạm một con thôi, hoặc là nó đứt con điện trở nó thôi là nó bị hư. Tại vì nó không có dập xung được á, về cực B của thằng này nè. Hai thằng này á là tạo một cái xung điện cực mạnh. Hai thằng này á là nó tạo nên một cái công suất để đóng ngắt cái dòng điện để chạy qua cái cuộn này nè. Để nó biến thiên ra, để nó mới ra điện ra bên đây để nắng điện hai con diode này. Hai con này nó lớn vậy đó, nhưng mà mấy chú thấy là giống con tăng si to ghê không, nhưng nó không phải, nó là con diode đó nha. Vì khi mình dùng cái phương pháp đo diode thì nó không đúng. Rồi bây giờ mình tháo nó ra. Ở đây mình không có hút chì thì sẽ chỉ cho cái kỹ năng của các chú sửa mò thì đâu cần phải dùng hút chì. Nếu có điều kiện thì mình mua cái đồ hút chì. Còn không có thì mình dùng cái tay không mình bắt giặt luôn. Mình sửa mò mà mua đồ hút chì làm gì? Nhưng mà tốt nhất là chú hay mua đồ hút chì. Thì con đây con giảng còn không có đồ hút chì nữa. Tại vì những cái bài học này là tự động làm mới đây cũng khoảng chưa được một tuần nữa, tự nhiên khởi sắc lên thôi. Rồi bây giờ để lấy cái con này ra mà không cần máy hút chì thì bây giờ trước tiên á mấy chú á phải hàng vô cho nó cái mặt mình á, nó mềm đi cái chì cũ. Nha, mềm đi cái chì cũ, đắp chì nó vô thêm. Rồi đắp 4 cái luôn. Rồi còn phải đảm bảo là chì cũ nó đã mềm rồi. Nếu mà chú nào mà hàng chưa quen á thì mấy chú sẽ tắm miếng nhựa thông, còn ở đây hàng quen rồi thì không cần cái nhựa thông nữa đó. Rồi bây giờ á mình dùng cái cây vít mình nại nó ra bằng cách là cái tay mình giữ dưới nè, tay mình giữ dưới này nè, rồi cái tay mình đây mình để đây nè, rồi bắt đầu là cái đây mình lia cho nó mềm chì đó. Một tay mình khử, một tay mình lia. Rồi tới đây mình thọt dưới này, mình nại nó ra. Thiếu ánh nóng nữa.
cái chân này chì càng nhiều càng tốt nha các chú. Rồi xong rồi đó. Nếu mình có hút chì thì mình hút, nhưng mà có những cái con diod và có những cái thiết bị á, mà mình dùng hút chì hút không nổi, nó lâu năm quá mình hút không nổi thì mình cũng phải vào dùng biện pháp này thôi. Thôi mình làm biện pháp này luôn đi, rồi mình cạo chì nữa lại. Rồi bây giờ cái con này nè, mình đo nó coi nó có chết hay không. Nóng quá, nóng giống như cái bánh tiêu. Rồi mình đo nó chết hay không. Con IC thì có cách tháo của IC, để tới IC là mình chỉ cho cách tháo IC nha. Tháo IC cũng được. Bây giờ có hút chì, bây giờ đây không có hút chì mình làm gì sao cũng được. Mình sửa mò mà mình đâu có cần phải phải có điều kiện mình mới làm được. Nghĩa là mình không có điều kiện. Ở đây là giảng không có điều kiện, để các bạn các chú hiểu được là không có điều kiện mình vẫn làm được. Và xem lại mấy cái video của Long á, là toàn là làm những cái mà không có cần phải có điều kiện. Nếu có điều kiện thì nó quá tốt rồi. Mà mình sửa được những cái không có điều kiện thì mình sẽ làm tốt những cái công việc có điều kiện mình làm tốt hơn. Ví dụ con IC này muốn lấy nó dễ mà. Nè, con IC là dễ lấy hơn con này nha. Dễ lấy hơn con này ghê lắm. Tại con này á, là nó lâu lâu năm á, cái chân nó cứng á. Chứ con IC dễ lắm. Thọt cái cọng dây chì nha. Cái cọng dây đồng nha. Rồi nắm buộc cái vòng tròn, cái nắm về, nắm đây nè, giật đây nè. Rồi liên cái nó xúc ra một chân dở lên. Rồi tới bên kia. Nhanh lắm, nhanh hơn là hút chì đó. Không bao giờ mình làm cái hút chì để lấy IC đâu. Còn mấy con IC dán á là mình dùng cái máy khò. Rồi bây giờ mình đo cái này nha. Rồi nó cũng giống này, nó giống vuông vuông nè. Giờ mình đo nè, đo chân hai chân AC trước. Rồi chạm nè nha. Chạm nha mấy chú. Hai chân nè. Chạm rồi mình giục luôn, mình khỏi cần phải đo nè lại nha. Nếu mình đo lại cho vui thì đó. Đo này nè. Đó, nó chạm AC chứ còn không có chạm DC nè. Rồi cái này là ngon này nha các bạn. Ngon là nghe các chú. Cái nghĩa là bây giờ mình đo nè. Mình đo này AC nè. Mà mình đo một lên nè. Một cũng lên luôn nè. Có nghĩa là rồi cái này DC nè, nó không hư nè. Chỉ một chiều lên, một chiều không lên là không hư. Nha, cái này là có thể vô mánh rồi nha. Tại sao vô mánh? Tại vì mình mua cục này có, ví dụ mình mua cục này 5.000 đồng đi, thì cái cục này mà mới nó tới mấy trăm ngàn đó. Thì bây giờ mình coi lại sơ đồ này, tại sao vô mánh nè. Tại vì đây AC á là mình đo đây nè, hai chiều lên hết, có nghĩa là từ đây ha, từ đây nó thông mạch qua đây. Rồi nó thông mạch qua đây AC nha, là nó đánh thủng một con này, đánh thủng một con này. Nếu mình đo trở ngược trở lại đó, thì nó đánh thủng con này, thì con này đánh thủng nó chạy qua đây, hoặc là hai con này đánh thủng. Còn mình đo DC cho đây, ví dụ như nó đánh thủng một con này thì nó lên tới đây nó cũng vẫn ngưng. Thấy không? Và đánh thủng con này ở đây cũng vẫn ngưng, và đây cũng vẫn ngưng, thì cái DC nó còn sống. Cô chú hiểu không? Có nghĩa là cô chú nắm chưa chứ? Rồi bây giờ mình lấy cái con khác mình thay vô nha cô chú. Rồi trước tiên mình thay, mình kiểm tra tiếp nữa lần vô. Thứ nhất mình kiểm tra cái tụ nè.
Cái chú làm từng bước nha, nếu không là nó cái cục nguồn mình sửa không nổi đâu, nó sẽ hư, từ nó hư banh hết á. Bây giờ nè, đo cái tụ nè có chạm hay không, nó có nạp xả được không nè, đó nạp xả chú thấy không, nó đo lần thứ nhất nó nạp xả là nó xả luôn nè đó. Nhưng mà mình để lên cỡ cỡ nhân 10 đi cho nó xả nhanh. Rồi nhân 1 chứ. Rồi khi mà mình xả điện á, mình xả điện, mấy chú xả điện mấy cái tụ này nè, nếu không á là nó kêu một cái bắp á. Rồi mình đo nè, mình không thấy nó lên đèn chạm, có nghĩa là cái phần tụ này nó không chạm đó, phần tụ này chạm á là mình bị hư hỏng nặng lắm nha. Còn nếu mà phần tụ này không chạm là mình hư hỏng được, do cái này con thằng lằn nó bò ngang nè. Rồi rồi tiếp theo đó mình đo cái con công suất, đây là hai con công suất nè, chứ nó chỉ vậy thôi, đo cái tụ không chạm rồi đo công suất. Rồi bây giờ trước khi đo công suất thì mình kiểm tra ở ngoài cái tụ ở ngoài coi nó còn nó có chạm gì nữa không. Đây mấy cái tụ nè đó, cái này là cuộn dây, dây dài không có tụ nào chạm hết á. Bốn ba cái tụ này là mấy chú phải kiểm tra nha, ba cái tụ này nè, mấy cái tụ dập xung nè, tại vì cái ngõ ra nó không có chạm nên cái tụ dập xung nó không chạm, nếu mà ngõ ra chạm á là mấy cái tụ dập xung nó chạm rồi, nên mình cũng không cần đo kỹ đó, chỉ có cầu chì này đứt thôi. Rồi cuộn dây nè, cuộn dây thì hai cuộn nó qua đây để nó lọc nhiễu tín hiệu đó. Rồi còn hết rồi, bây giờ bắt đầu mới đo công suất. Mà trong sửa máy á là cái con công suất nó quan trọng lắm. Nếu mà tùy theo trường hợp, tùy cơ ứng biến, nếu mà cái bo nguồn này nè là những cái bo nguồn á thì các chú á mà đo hai con này trước coi nó còn sống hay không, nó còn sống á thì mình sửa. Ủa hai con này nè, nó đọc cái mã số đó, mình hỏi cho Nhật Tảo đó, mình có quen cái chỗ nào Nhật Tảo, mình lên Shopee mình mua có hay không. Nếu không có thì mình bỏ luôn cục nguồn đi chứ mình sửa không nổi. À, còn nếu mà nắng nán lại á, con hai con này nó chết rồi á thì mình sửa rồi á, mình không có hai con này, hoặc là mình thay thế nó rồi á nó chạy nó cũng không có ổn định được. Thì thường là trong những cái máy móc á, mình muốn lấy hai con này á, hoặc là những con công suất hay những IC nào đặc biệt á mà nó chết rồi á thì mình hỏi có hay không hả, sửa tiếp, nếu không mình ngồi mình sửa để mình mò riết nó mệt mà mình sửa không được. Rồi bây giờ mình đo hai con này nha, giờ mình thử mình đo trên trên bo trước nè. Ở trên bo á, thì người ta đo kinh nghiệm mới đo á, thì người ta sẽ biết được là nó chết hay nó sống. Bỏ than khoảng như 1 kg, nhân 10 ôm cũng được. Chứ còn tháo ra đo thì nó chắc cú hơn. 1 chiều này lên nè, 1 chiều này không lên. Đợi cạo cái này, cái này nó không chút chút.
Rồi một chiều lên, một chiều không lên. Chiều này không lên. Chiều này không lên. Chú đợi lên trước nha. Đâu cái can nước rồi nè. Bây giờ mình dùng cái biện pháp so sánh. Rồi. Rồi mình dùng cái biện pháp so sánh là cũng một cái bo này nãy nó còn sống nè, mình coi hai con đó mình đo nguội á, là bây giờ nếu mà đo mà chính xác thì mình tháo cái bo này ra, mình tháo cái con này ra mình đo thì nó chính xác lắm. Còn mình đo trong đây nó có tụ có đồ này kia, điện ở diode rồi kia nó cản trở á, nó sẽ không có chính xác được, trừ ra những cái kinh nghiệm mình đo thôi để mình biết được cái con nào thôi. Rồi bây giờ nè, mình đo cái con zin nó nãy đang sống nè. Một lần không lên, một lần lên. Rồi là trong cái sáu cái điều sửa chữa của mình đó, là trong đó là có cái so sánh, có phương pháp so sánh đó, mình dùng liền lên. Đâu, này lên nè, lên lúc nó ăn lúc nó không, lên lên này cũng lên luôn, lên ép. Để thay cái đồng hồ khác cũng vậy. Cái đồng hồ điện tử đâu? Nè các bạn chưa thấy không, bây giờ đo nè, que đen ở bên bên đây, que đỏ bên đây, mình đo vô bị đồng hồ bị gì đó đó, nó lên 900 mấy chục ôm, 960 ôm. Còn bên đây á, mình đo năm trăm mấy chục ôm không, đây 500 mấy chục ôm. Rồi thì có thể là cái mạch đó, nó thiết kế nó khác nhau một tí xíu, 500 mấy chục ôm luôn. Chín trăm mấy chục ôm. Rồi mình đo cái này coi, không lên, không lên, không lên, không lên, không lên, không lên, không lên. Chỉ là hai cái này mình so sánh với nhau là mình thấy ok, ok hết, an toàn luôn nha. Là mình coi là
mình đo nó là y xì nhau, cái này 900 mấy chục ôm nhưng mà ở đây 500 mấy ôm, thì có thể là cái mạch điện và cái con này nó khác nhau, cái tổng trở kháng của nó khác nhau, cái điện trở nó khác nhau. Rồi. Rồi bây giờ mình đóng cái cục chì lại. Mình có thể hàn cái cọng dây chì ngang cũng được. Tại vì mình có cái bộ ấy rồi, mình có cái bộ chống chống chạm rồi. Thấy không? Nó có chạm nó cũng không có nổ cục chì. Cũng sáng đèn thôi nó không có nổ cục chì. Giờ thử thử luôn. Giờ mình hàn cái công chì qua nha. Tại ngồi cái thế nó khó quá. Nữa là khó quá. Rồi mình gắn cái con khác vô nha mấy chú, kiếm cái con nào mình tháo con này ra gắn luôn đi, mẹ nó đang chạy nè. Chấm nó vô nhiều chị chút. Rồi lấy cái vít nại nó ra. Hồi nãy mình con cũng nói là trước khi mà mình sửa một cái máy gì mà tù mờ mình không biết đâu gì đâu hết á, mình nên chụp hình lại. Còn ở đây con quen cái này rồi thì bây giờ gắn vô nó ngay chính xác được. Rồi. Rồi, đối với cái loại mà mạch mà như thế này á, con thằng lằn nó đi ngang nó chết á, là nó mình kiểm tra những thứ đó xong rồi bắt đầu là rảnh chút xíu nữa thì mình kiểm tra hết mấy con điện trở trong đây. Coi nó có bị ngắn mạch nó tắt hay không. Thì đầu cái này đòi hỏi là mấy chú phải biết đo mấy con điện trở và đo biết thì mình sẽ có kinh nghiệm ở trong bo. Nhiều khi mình đo nó không có chính xác, điện trở nó dụ 1 kg mình đo nó không phải 1 kg trên đây nó hiển thị mình liền đây đâu. Mình đo biết là mình phải biết được, thứ nhất là mình dùng cái kinh nghiệm của mình phóng đoán thôi. Những con tụ đây nè, coi nó có bị chạm không nè. Đó thì dùng đồng hồ kim đo mới chính xác được.
cái tụ nó không chạm này ha, lên được chút xíu đỡ chạm, nó nói tắt qua bên là nó không có dập xung rồi được, nó cũng bị chạm tiếp, mình cấm cục gì lên đứt nữa. Giờ mình đo mấy con IC nó có chạm mát không nè. IC này mình đo nè, cái mấy chú nè đo ha. Đo cái này là mát. Nhưng mà mấy cái chân lại nó có chạm mát hay không? Con này mát nè. Vô đây nó cũng mát rồi, hai cái chân này là mát rồi chắc rồi nè. Còn mấy chân còn lại mình đo nó lên hết luôn là con này ngấm luôn nha. Đối với mà một cái mạch nguồn á mà nó có con chip dán không á, chip dán lên dán xuống dán lên dán xuống á, thì cái kinh nghiệm á là những cái con tụ á, những cái con tụ gì nè, mình nghi nó giống như con điện trở luôn, mình không biết được, có cái nó không có để là R, không có cái nó không để là chữ C gì hết, nên mình không có biết được là con nào là con nào hết, tụ mù á. Thì có kinh nghiệm là mình coi cái con nào mà nó đi về mát á, mình một chân mình đưa vô mát, một chân mình đo cái con đó đó, thì nó là cái con tụ. Nếu mà nó kêu lên là con tụ thì con tụ nó có một chân về mát, hầu như là 95% là con tụ á, nó có cái chân về mát để nó lọc nhiễu và nó đưa nó, nói chung là những con tụ ở trong mạch đó, nó là nhiệm vụ nó lọc nhiễu nhiều và để nó tích điện để nó phóng điện ra. Nhưng mà những cái con tụ mà đi xuyên qua mạch á là ít lắm, nó chỉ có 5% thôi, nên mình phân biệt được hai con đó để mình dễ tính dễ xử đó. Và mấy con điện trở bự bự nè, nè điện trở bự bự này ha, mình đo nó rồi đo mấy con diode đó, đo chiều này không lên nhưng mà chiều này nó lên nè. Đó, thì ra diode rồi con mấy con zener đây nè, một chiều lên chiều không lên là cái con đó còn sống nha, nghĩa là mình đo hai con mà nó thông hết trơn, con diode hai con thông hết đó là nó đánh thủng rồi. Và những cái mạch như thế này nè là những cái mạch mà dập xung, những mạch bảo vệ không à, là khi có sự cố điện là nó bị đứt mấy con này, hoặc là đứt mấy con này là nó bị chết. Đứt con này á, thì nó cái con này nó hoạt động mạnh lên, hai con này nó đóng ngắt mạnh hơn thì nó sẽ dễ chết hơn hai con này lắm. Rồi mấy con này nè mình đo nè, mấy con này cái điều kinh nghiệm này nữa nè, cô chú thấy anh chị mà thấy cái con điện trở nào mà nó ôm nó ít ký nhất á là những con điện trở dễ đứt nhất, nó ít ký á là thường là những con điện trở dễ đứt nhất nha. Con công suất này à, thì mình những cái con công suất mà một cái này, con này là 1W nè, con này là 2W nè đó. Rồi những con nhỏ, những con điện trở nhỏ này là nó ít đứt lắm. Trên thực tế mà những cái ban mà nó gọi là khó khăn nhất luôn á thì mình mới kiểm tra con nhỏ thôi, cái thật ra con nhỏ nó ít đứt lắm, mà nhiều khi nó cũng giật mình dữ lắm. Rồi và những đối lợi nguồn này nè mà nó hư rồi một cái á, mình sửa được á là mà không có con thằng lằn này á thì luôn luôn nào mình sửa nó có một bệnh một thôi. Một á là người ta xài quá tải nó chết hai con này á, nó xài quá tải hết chết thằng này, chỉ hai con này thôi. Còn nếu không á là có con điện trở con thằng lằn con gì á là nó vô là nó nổ này. Rồi ngoài đó mình có coi con hai con optical này luôn nha, con này nè, con này nó cũng nằm ở giữa cái A, giữa bên phần thơ sơ và phần thứ. À, con này thì mình đo, con này thì mình đo nó hai chân 1 và chân 4. 1 2 3 4 á. Một chân lên, chân không lên. Là nó như con diode vậy đó. Rồi bên đây có lên không? Cái con này là con hai chân này nha mấy chú,
đó, con hai chân đó đó là cái con này con nhận 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 tín hiệu mà quang học á, là cái điện điện báo hồi hồi tiếp á. Hai con này cũng dễ hư nha. Rồi bây giờ mình thử đi ha, mình cắm thử ra nó tình trạng nó sao nè. Đặc biệt hai con này mình đừng cho nó dính vô trong điện nha, tại vì nó cũng phải có cái miếng lót à, còn này miếng lót đó nè, còn hai thằng này nó bằng nhựa không à, nó không cần phải dính miếng lót. Giờ mình câu điện vô để mình coi nó phát hiện như thế nào rồi mình tiếp tính tiếp. Rồi có một điều quan trọng này nè, khi mình câu điện vô mình chưa cắm liền nha, mình kiểm tra hết coi có ốc dính ở đây không đó. Rồi để chính xác nó mình đo đồng hồ lại cái nữa coi, tuy là mình có cái mặt để mình bảo vệ nó rồi đó. Ví dụ ở đây nó có chạm thì cái bóng đèn ở đây nó cũng sáng, bóng đèn trên đây nó cũng sáng, bóng đèn hồi nãy đó, bóng đèn hồi nãy mà cho các chú xem á. Rồi giờ mình cắm vô nha, rồi bóng đèn nó sáng nha. Bóng đèn nó sáng chứng tỏ là nó đang có trục giặc ở đây nữa rồi. Hù hả, hù hả, là như nổ. Lắp ngạt ngược cầu diode hả? Có lo giãn không, để lắp ngược không, nghĩ sao vậy? Mình lên giảng không chẳng lẽ em được lúc ngược. Để coi lại coi ngược không nè. Đúng rồi các bạn tham gia bài rất là hay, bị ngược rồi. Ngược rồi, ngược rồi, ngược rồi, đúng rồi. Cảm ơn ông Otuka nha. Tại vì mình ở đây là mình đang giảng nên mình nhiều khi nó cũng phải sơ sót chứ. Rồi, xin lỗi mấy chú nha. Nó đang lắp cầu đi đó bị ngược. Thế mới đau. Mình mới vừa nói hồi nãy mình nói coi chừng bị ngược. Đúng là không có hút chì à. Hút chì thì mỗi lần làm sao mình sẽ được hút dễ hơn. Đo lại con diốt coi nó, mình cắm ngược coi nó có chết không nha, sẵn đây mình thí nghiệm luôn. Đó. Một chiều lên, một chiều không lên. Ủa ha, hai chiều không lên chứ, là đúng. Biết nói biết là liệu lửa luôn à. Rồi. Một chiều lên, một chiều này không lên. Đúng. Đo mấy cái này coi nó lên không? Lên. Rồi. Con diode này cắm ngược nhưng mà không chết nha quý vị. Thì gắn cho lại.
Rồi như vậy thì mấy chú thấy tác dụng của cái đồng của cái bóng đèn này chưa? Đó, ở đây cũng là qua một cái chứng minh này thấy bạn Oracle Việt Nam điện tử chi tiết vụ này. Qua cái chi tiết này thì các bạn cũng thấy cái này nó tác dụng hay không. Đó, thì rõ ràng là mình cấm lộn cái con đó mà nó vẫn không nổ, thì chứng tỏ là cái bộ này là hôm nay mình giảng cái bộ này cho các bạn, cho các chú rất là cực kỳ hiệu quả nha, cực kỳ hiệu quả luôn nha. Là mình cấm lộn mà nó vẫn sáng. Lộn thì trong lúc làm thì mình sơ sót mình lộn thôi. Đó. Hoặc là có thể là tôi thử các bạn là xem có tiếp thu bài không thôi. Đó. Có hai ba đường binh mà. Rồi. Trong lúc mà mình làm nhiều, ví dụ như mình có thể lộn, hoặc là trong lúc mà làm bài này coi các bạn có năng tập trung hay không, đúng không? Nhiều khi thử thì sao? Ok. Ok, sau khi mình đã hạn lộn rồi, quay trở lại mình hàn cho nó đúng. Thấy không? Lần này lộn nữa là coi như là cũng không xong à. Rồi, ok, mình cắm lại. Ngồi cái thế này nó khó ấy lắm. Khó quay ấy. Bởi vì mình sẽ đây. Rồi giờ mình cắm vô nha quý vị. Ok, nguồn đã hoạt động lại bình thường nha các bạn. À, các chú đang theo dõi, 120 người theo dõi. Là quá trình sửa chữa là mình có lộn và có sai sót, có đủ thứ hết, nhưng mà nhờ những cái kinh nghiệm sửa mò của mình thì mình sẽ phát hiện được là nó sẽ hoạt động. Nói chung là cái gì mình sửa được mò là nó sẽ hoạt động hết. Rồi mình coi đèn tải ra nha, coi tải đây nó có ok không. Rồi ba cái dấu ngoài là ba cái dấu dương. Con led nãy đâu rồi? Nhiều khi mình đo đồng hồ mà lên kim á mà tải nó không ra đó cô chú. Lộn. Ok, sáng nha. Nó bị chập quá. Giờ mình để mình đo đồng hồ cho chắc cú à. Nói chung vậy là đang hoạt động rồi đấy. Năm vôn nghe các chú. À, nguồn này là nguồn 5V chứ không phải nguồn 12V. Ok. Thì cũng đã mở thấm rồi.
100 người đang theo dõi, là 100 cô chú đang theo dõi. Đây là một cái phương pháp sửa của một người mà tự học nghề lập nghiệp. Nếu mà các bạn cô chú anh chị cũng ở trong những cơ quan làm nhiều việc công việc đó, mà mình có một kiến thức mà nhỏ nhoi giống như là ô long vậy nè, thì có thể sửa được nhiều thứ lắm, và có thể chế cháo rất là nhiều thứ để mà mình phục vụ trong cái cuộc sống gia đình của mình, và có thể làm được nhiều thứ. Sắp bài giảng sắp tới thì ô long sẽ có những cái video mà post lên luôn cho cô chú thấy luôn, chứ còn bây giờ mình làm cái gì nè, nó sẽ không có, nó sẽ không có nó lập chụp á, nó lập chụp á nhiều khi bị lộn, thấy không, nhiều khi bị lộn. Đang đi ra là thử luôn á đó. Đó rồi, xin chào tất cả các cô chú anh chị ha. Video sau mình sẽ làm bên một cái lĩnh vực nữa, đó là đèn led. Đèn led làm cái hào quang đi, không biết là các cô chú thích làm hào quang không, hay là trang trí bằng led full lập trình nữa. Thì những cái bài học mà từ hổm về á, ô long giảng cho các cô chú rất là nhiều. Và bây giờ mình nhắc lại cái bo nguồn lại tí xíu này nha, để những cái khói nguồn. Thứ nhất, để cho chú thấy nè, đây là cái quạt này ai cũng biết rồi ha. Rồi đây là cái tụ lọc, hai cái tụ lọc này nó cao vôn lắm, khi mình làm mình phải xả điện đó, mình sẽ lấy cái cây mình xả điện đó. Lấy cái cây xả điện nó có một mục đích nữa, đó là nó kêu một cái tắt, thì đó là cái điện nó còn nạp xả tốt. Còn mình để vô mà nó không xả nạp gì trơn á, thì có tụ điện nó cũng khả năng hư bị chạm. Rồi cái cuộn này là cái cuộn lọc cao tầng, ít khi nào chết lắm, nó chỉ chết là con này, bốn con này. Con này á là mình đo nó thông mạch, nó là cuộn dây thôi, cuộn dây dập chống nhiễu đó. Còn mấy cuộn này là chống sét, nếu mà có sét đánh là mấy con này nó sẽ bảo vệ được, nó sẽ chết, nó bảo vệ được phần bên trong. Rồi cái tụ này cũng vậy, rồi qua cái đồ là qua cái cuộn dây, xong qua tụ, thì con diode á, cầu diode nó nằm đây mình mới tháo đây, qua tụ, qua cầu diode đây, đâu rồi, đây cầu diode đây, qua tụ lọc này nắng dòng ra 315V tại đây. Rồi 315V tại đây thì nó cung cấp cho một cái hệ thống mà này là một hệ thống đóng ngắt dao động, đóng ngắt để tạo một cái xung, nghĩa là một cái xung nó phết đại lên để cho kích cho cái biến thế này hoạt động, là bình cuộn sơ. Thì cái hai con này muốn chạy được á, đóng ngắt với cái tần số 100 Hz á, 100.000 Hz á, thì nó nhờ con này. Cái con này nó sẽ đưa một cái xung để điều khiển cho hai thằng này đó, để đưa cũng con này. Bây giờ nó cái con này nó bắt hai thằng này chạy chậm hay chạy nhanh là do thằng này, do cái con này đó, đóng ngắt. Hai con này nó giống như cái ổ khóa đó, bài trước của Long đã giảng đó, là cái con tăng xe to, cái con công sức này nó cũng giống như là một cái chìa khóa, giống như một cái công tắc nhấp mà hàng liên tục gì đó, bao nhiêu hạt gì đó, để nó gây một cái xung lớn để nó kích ra này. Thằng này á nó biến thiên qua cái cuộn này thì nó sinh ra một cái dòng điện ở bên cái cuộn thơ, ở cuộn thứ, thì cuộn thứ đó là nó biến ra điện để nó qua đây. Nó hai cái cầu này, cầu diode đây, hai cầu diode đây, đây hai cầu diode này á, nó có ba chân, nó giống như con sò vậy đó, nó giống như con sò đi, nhưng mà nó có ba chân ha. Thì ba chân nó là cái hình vẽ nó như thế này, để xong rồi cho cái hình vẽ này. Đây cái hình vẽ nó như vậy nè, chú thấy không, cái chân 1, chân 2, chân 3, đây là hai con diode đau đầu nhau, này chân đi hay đi xuống. Đó là con diode nha. Thì đo nó thì diode á, thì cô chú mà mấy chú mà đo diode á thì phải đo một chiều lên một chiều không lên,
đo chân giữa với chân bề ngoài thì cũng lên, thì cũng lên. Thì cái con đó đó trừ ra nó bị chập, trừ ra nó bị chập, nó chập đâu đây nè, thằng nặng đầu nó đậu đây thì nó có thể là, nó có thể là hư, hư con này. Chứ còn nó bình thường nó không hư đâu, ampe nó rất lớn, con này bự nè. Nhưng mà đối với mạch nguồn mà 12V đó, nó lại nhỏ hơn. Tại vì dòng thấp, dòng thấp nhưng mà điện thế cao hơn thì các dùng con nhỏ hơn, đi áp nhỏ hơn đó. Heo nhỏ hơn nè. Đó, thấy không? Heo con này lớn hơn nè. Lớn nè. Con này lớn nè. Để cô chị cho dễ thấy nè. Hai cái quạt giống hệt này ha, hai quạt giống hệt. Đó, nhỏ xíu. Rồi công suất á, con công suất á thì nó có thể nó dùng giống nhau, giống nhau được. Đó, nhỏ xíu à. Rồi tiếp tục. Tiếp tục nè. Tiếp tục á là nó qua, nó qua bên đây, cái cuộn dây bên đây nó sẽ hoạt động, nó ra điện và nó biến ra điện. Nó biến ra điện nó sẽ vô trong cái cọc điện của mình nè. Đây là cái cộng nè, đây là cái trừ nè. Thì nó ra bên con diode này nè, một bên nó ra cộng, một bên nó ra trừ. Rồi những cái tụ lọc này là để lọc tín hiệu cho nó thật sự là sạch sẽ. Tại vì cái nguồn của mình á, xài á là phải thật sự sạch sẽ. À, sóng AC đó là sóng hình sin, còn sóng mà DC á nó là sóng thẳng luôn. Này nhờ mấy con tụ này, nếu không nó lăn tăn gì á là đưa vô thiết bị của mình nó xài á, nó có con chip CPU là nó sẽ chết, nó sẽ chết nha. À rồi, ok, cảm ơn bạn. Bây giờ nè, à, để giảng xong này rồi bắt đầu là mình sẽ giảng cho cô chú biết là con nào là con tăng hi to, con nào là con mắt phép, con nào là con SCR và con nào là cái con đi ắc, là mình giảng liền luôn cho các bạn xem luôn, cho chú nghe rồi để biết mấy con đó để mình biết cách đo. À, cảm ơn bạn. Đây là hai cái con này, con quang nè, con optical nè, đó thường đó là hai cái chân này nè, nó 1 2 3 4. Thì cái hai cái chân này đó nó là một cái, nó giống như là cái con diode đó, nó phát quang qua bên đây phát quang, bên kia nhận. Ví dụ như bên này là phát quang ra bên đây nhận, để nó lấy đường hồi tiếp về nó kích lại con IC này đó, để điều khiển cái con IC này cái tần số này nó hoạt động cân bằng trở lại. Thì mình hiểu vậy thôi, chứ còn mình sửa mò mình hiểu nhiều quá thì cũng không nên, hiểu nhiều quá nó nhức đầu dữ lắm. Đó, còn cái quạt này thì lấy từ DC ra. Nếu mình xài cái gì mà nó không có công suất nhiều á thì mình gỡ quạt ra luôn. Còn nếu không á thì xài công suất nhiều thì không có cái quạt. Thằng lặn chui đây là nó nóng quá, nó cũng chết luôn cái này. Rồi, cái này là xong cái bo mạch ha. Tại những phương pháp sửa nó có hàng ngàn cái phương pháp sửa, hàng trăm phương pháp sửa. Nhưng mà nãy giờ để đại diện một cái phương pháp sửa đó thôi. Đó, thì bây giờ cách đo á, con nào là con tăng hi to, con nào là con đi ác, con nào là con MOSFET, thì bây giờ cô chú anh chị dán nán lại khoảng cỡ 5 phút để mình giảng đó nha. Đây. Chơi gì luôn nè. Bây giờ cái con tăng sẽ to là hổm mình học rồi. Hoặc là cái con như thế này. Cái ký hiệu nó là gì? Cô chú biết là con này con tăng sẽ to ha. Rồi, cái con MOSFET á. Đó. Nó có con diode chính giữa nữa. Đó. Có con diode chính giữa nữa, nên cái cách đo nó khác.
và ở đây nó không có con con Diac, con Diac cho xem nữa. Con Diac đó là con này là có dụ như con Diac thì là nó giống như con Diod gì đó, và nó có thể cho dòng điện đi hai chiều qua cũng như là con Diod vậy đó. À, không biết dễ cái ký hiệu của Diod như thế nào, cấu tạo của nó thôi. Ví dụ như cái con Diac á, là khi cái dòng đi vô đây nè thì cái này nó chảy xuống đây á, thì nó giữ luôn đó, nó giữ luôn những con Diac với những con con Diac. Con Diac là con hai chân rồi nha, nhưng mà nó cho dòng ở đây á, nó cho dòng hai chiều đi qua đi qua lại được luôn. Còn cái con này á, là cái con á, là cái con Diac là người ta dùng để điều khiển mấy cái động cơ motor rồi đó, người ta chỉnh đó, giống mấy cái cục này nè, mấy cục này nè đó, nó hay dùng cái con SCR và con Diac á, là khi mà điện thế vô á, kích kích cái cực cổng này nè, là đầu là nó đóng luôn, nó đóng giữ mãi luôn đó. Thì cơ bản hết mấy thằng này á, là tăng xi to hết. Còn khi mà mình muốn đo là mình tháo đo nguội ra, còn mình nếu mà đo nóng á, ở trong bo mạch của mình khó đo lắm. Còn thằng này ở đây có thằng Diod thì mình đo cái này thì một chiều lên một chiều không lên, một chiều lên một chiều không lên. Nhưng mà đối với cân tăng xi to á, mình đo cái ơ với cái C này nè, là nó chỉ lên nhẹ thôi, nhưng mà này nó lên mạnh, nó có con Diod nữa nè, nó chạy ngược chiều lên nè. Thì khi mà mình cắm cái quay đen á vào đây, hẹn lại bữa sau đi. Thế bây giờ là cũng khuya rồi mà cũng còn ít người nữa. Rồi một cái bài đo này nè, của Long sẽ tổng hợp lại hết cái cách đo cho nó dễ, rồi lấy cái con đó ra rồi quay lại hết tất cả hết lại xong rồi. Cái ví dụ như cái đo con này, con kia, con nào, con nọ đó, cái mình đo hết một lượt một gì đó, khoảng cỡ 10 con linh kiện thôi, mình mà thuộc 10 con linh kiện cái là mình làm được nhiều thứ lắm. Rồi xin chào cô chú anh chị ha, rồi cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ và theo dõi hôm từ chiều đến giờ rất là nhiều. Rất mong các bạn vậy nha. Dạ, xin chào tất cả các bạn.